có một mùa hoa cải nở vàng trên bên sông. Em đang tìm con gái đời anh chưa lấy chồng. Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải, cầm tay anh bối rối. Anh nói lời yêu thương, anh nói rồi anh đi. Chiến tranh không ước hẹn, sợ làm con bướm trắng thẫn thờ chiều vết Thành Phong. Lâu lắm mà không gặp Thành Phong. Hôm nào phải xuống nhà Minh Lực gặp Thành Phong.
cho Hồ Chí. Ông Tây được không phải bảo Yến, Thái Bảo luôn mới được. Chơi với anh trai của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, anh Trích Bảo. Rồi, xin chào anh Phú, chào ông Nguyễn Đức, xin chào tất cả các bạn. Vâng, như tôi đã nói ở cái đầu chương trình, thì hôm nay tôi sẽ nói về những cái tình hình mới của ba vấn đề. Chứ tôi cũng theo dõi về cái vấn đề có như đường bộ cao tốc Bắc Nam, thứ mình gọi là cái đường cao tốc Bắc Nam về phía Đông. Thứ hai là đường sắt, đấy. Cao tốc Bắc Nam thì vừa rồi cũng có một những cái thông tin rất là hay, mà lúc ở đây ví dụ như anh em nào hiểu về vấn đề đấy thì mình nêu những ý kiến của những người dân như thế nào. Và vấn đề thứ ba là cái kết quả
của cái cuộc điều tra dân số năm 2019 ấy, thì mới công bố ngày hôm công bố ngày hôm qua hôm kia ấy đấy. Thì là thì nói chung là mình mới thấy cái thành tựu phát triển về vấn đề kinh tế của đất nước Việt Nam của chúng ta. Vâng, thì đầu tiên thì tôi nói sơ sơ qua với tất cả các bạn là về vấn đề là cái đường cao tốc Bắc Nam ấy, về phía đông. Thì như những chương trình trước thì tôi đã nói với tất cả các bạn là cái đường cao tốc Bắc Nam thì hiện nay thì trừ những đoạn đã làm xong rồi, ví dụ như là mình kể từ ngoài từ Bắc vào trong Nam này, thì hiện nay những cái đoạn ví dụ Hà Nội tức là Pháp Vân Cầu Rẽ này, vâng, Cầu Rẽ Ninh Bình thì đã làm xong, hoặc là vào bên trong là cái đoạn mà Đà Nẵng Quảng Ngãi, vâng, đã là làm xong. Còn cái đoạn mà còn ở trong ở cái phía thành phố Hồ Chí Minh này thì đã làm, tức là đoạn mà Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh mà đang làm cái đoạn Dầu Dây nối với lại cái ở đang làm cái đoạn mà nối giữa Long An và chỗ thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái đoạn mà thành phố Hồ Chí Minh và ngã ba Sùng Lương đã làm xong và đang tiến hành làm cái đoạn mà ngã ba Sùng Lương cho đến cầu đến Mỹ Thuận. Thì là hiện nay ấy, thì tất cả còn những phần còn lại thì mình sẽ chia thành ra thành 11 đoạn, thì 3 đoạn sung yếu thì là nhà nước sẽ làm, còn lại là còn 8 đoạn còn lại. Thì cách đây 2 ngày, tức là vào ngày mùng 10 ấy, thì là Bộ Giao thông Vận tải đã thông báo cái, tức là chỗ những cái nhà thầu đầu tư đấy, muốn tham gia đấu thầu để mà đầu tư vào cái đường bộ cao tốc ở phía đông Bắc Nam này. Thì là khi mình nhìn vào cái danh sách các nhà thầu ấy, thì hiện nay thì mới được có, người ta thì đấu thầu có 7 đoạn thôi, còn riêng cái đoạn mà thành phố Hồ Chí Minh với Phan Thiết thì chưa thấy thông báo gì cả. Thì 7 cái nhà thầu đấy thì có những nhà thầu nước ngoài, ví dụ nhà thầu Trung Quốc này, nhà thầu Nam Triều Tiên, và có liên doanh giữa nhà thầu Việt Nam và nhà thầu nước ngoài và các nhà thầu Việt Nam. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, thì hiện nay ấy, thì mới hiện nay mới công bố số nhà thầu thôi, thì còn hiện tại là mình còn phải xét thầu thì đến cỡ khoảng tháng 3 năm 2020 thì sẽ công bố cái danh sách mà ví dụ như những nhà thầu mà trúng thầu cái 7 đoạn đó. Thì là bây giờ này thì thời gian từ hôm nay là tháng 7 rồi, còn đến tháng 7 5 tháng cộng với 3 tháng còn cỡ khoảng 8 tháng nữa thì mình không ở đây ấy, anh Phú, hiện nay ấy, là mình đầu tư theo cái mình đầu tư cái đường bộ cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP và BOT, thì nhà nước thì tổng dự toán cỡ khoảng 110 tỷ đồng đấy, nhà nước bỏ ra hơn 40 tỷ đồng, tức là để giải phóng mặt bằng và làm những khu tái định cư đấy, là hơn 40 tỷ đồng. Còn lại số phần còn lại thì mình mới chia thành các đoạn khác nhau. Thì con đường huyết mạch này, cả chị Nguyễn Yên nói đúng, đây là con đường huyết mạch của đường cao tốc huyết mạch của nhà nước, thì mình làm cho mình và làm cho cái thế hệ con cháu sau này, cho nên là mình phải làm thứ nhất về chất lượng, thứ hai cảnh quan nó phải rất là đẹp đấy. Cho nên là lần đợi, mà hiện nay tôi nói với tất cả các bạn này, thì hôm trước tôi nói là tức là Việt Nam hiện nay vẫn ưu tiên cho các nhà thầu trong nước hoặc liên doanh của các nhà thầu trong nước, nhưng mà hiện nay Việt Nam đã tham gia cái tổ chức thương mại thế giới WTO rồi, cho nên là mình không thể nào mà đóng cửa được. Với hai là muốn những doanh nghiệp Việt Nam coi như là phát triển lên đấy, lớn mạnh lên, thì nói chung là phải có cái sự cạnh tranh giữa cái doanh nghiệp Việt Nam và những cái doanh nghiệp nước ngoài đấy. Cái vấn đề chất lượng và cái chất lượng giá thành và cái mà thì là mình sẽ coi như là có những cái giám sát chủ yếu ở cái Việt Nam thôi, đúng không? Chứ còn ở đây thì mình không thể đổ cho nước này nước khác, Trung Quốc hoặc Nam Triều Tiên hay Pháp gì cả đó. Cho nên là đấy là tôi nói sơ qua về cái tình hình cái đường
bộ cao tốc Bắc Nam mà về phía đông ấy. Thì nói chung là tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ là kể cả trong cái dịp này chẳng hạn, ví dụ Trung Quốc người ta sẽ cũng trúng thầu một hai đoạn chẳng hạn, thì nói chung là cái chuyện ấy cũng không có gì phải băn khoăn cả. Vấn đề là mình phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, về thời gian và về những cái gọi là cái cảnh nọ kia, toàn bộ là do Việt Nam hết, đúng không? Chứ bây giờ tức là Việt Nam đã mở cửa rộng rãi rồi thì không thể là bó khung trong cái nước Việt Nam được, ví dụ cho doanh nghiệp Việt Nam được. Cho nên là ví dụ một số doanh nghiệp vừa rồi ấy, tất cả các bạn thấy là mấy cái dự án BOT ấy, thì nói chung là ví dụ mình những cái doanh nghiệp Việt Nam nói chung mình chỉ định thầu, nhưng bây giờ là có đấu thầu, có công khai các thứ đàng hoàng. Mà đấu thầu thì chắc tất cả các bạn đúng không? Thì cũng biết là cái đấu thầu hạn cũng kiểm tra có vấn đề, là ví dụ mình kiểm tra xéo đấy, chứ không phải là ví dụ ông cứ nhận hồ sơ đấu thầu rồi ông bảo là ông này trúng, ông kia trúng, ông Trung Quốc trúng, ông Việt Nam trúng. Điều đó không phải, phải có cái sự kiểm tra chéo. Thì nói chung nguyên tắc về đấu thầu đường Bắc Nam này thì nói chung là các bạn tìm hiểu, vâng, và các bạn suy nghĩ, thì nói chung là nó, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là minh bạch luôn. Vâng, đấy là thứ nhất là tôi nói về cái đường bộ cao tốc phía Bắc Nam này. Thì vấn đề thứ hai là vấn đề đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thì trước kia thì là ở Bộ Giao thông Vận tải có đưa ra một cái gọi là cái tức là dự toán của có một công ty gọi TEPTI của Nhật ấy. Người ta coi như là làm tư vấn và người ta dự toán, tức là cỡ khoảng muốn làm một cái đoạn đường sắt cao tốc Bắc Nam đấy, thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, thì là với tốc độ chạy tàu là 350 km/h thì nó hết cỡ khoảng 58 tỷ đấy. Nhưng cái vấn đề là vừa rồi lại có, tức là ở bên Bộ Công Thương người ta có cái tư vấn của các nước ví dụ Đức và Pháp, người ta mới đưa ra một cái bản dự toán, thì dự toán có 26 tỷ thôi, nhưng mà tốc độ chạy tàu 200 km/h đấy. Thì nó có hai cái ví dụ, một bên là Bộ Giao thông đấy, được cái nhà thầu TEPTI của Nhật Bản người ta đưa ra, người ta bảo đưa ra với tốc độ chạy tàu là 350 km/h, thì với cái giá thành người ta tính toán giá thành đấy, thì nó ví dụ ở Nhật thì làm là cỡ khoảng 2,7 triệu đô la, nhưng ở Việt Nam người ta tính toán là làm cỡ khoảng 2,1 triệu đô la đấy, một km trên một km đấy. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ tôi nói này, tức là khi mà mình làm cái tốc độ chạy tàu là 200 km/h thì là nó sẽ rẻ hơn với tốc độ chạy tàu là 350 km/h thì nó rẻ hơn có khoảng 32 tỷ đô la, một bên là 26, một bên 58 tỷ đô la. Thế bây giờ các chuyên gia ở về kinh tế, các chuyên gia đấy, về cái giao thông, người ta cũng đưa ra một cái, mỗi bên cũng đưa ra một cái ý kiến khác nhau. Cái bên mà chạy tàu 350 km/h thì đưa lên, tức là bảo hiện nay mình phải đi tắt đón đầu. Việt Nam là mình là một nước phát triển chuyển sau, cho nên là mình phải đi tắt luôn, đón đầu luôn, chứ không thể là ví dụ mình đưa ra ví dụ là cái tốc độ chạy tàu 200 km/h. Nếu mà 200 km/h, ví dụ những cái mà ví dụ toa tàu, những cái thiết bị các thứ như thế, thì bây giờ nó đã là hơi lỗi thời rồi. Đến khi mà ví dụ mình mua những phụ tùng thay thế thì nó rất là khó đấy, nó khó mua, thì giá thành nó bị đẩy lên. Đấy là cái về phụ tùng thay thế đấy. Nhưng mà ví dụ là 300 km/h thì giá thành đấy thì các bạn thấy nó cao hơn. Nhưng một số chuyên gia đưa ra là bây giờ ví dụ 58 tỷ đô la, thì bây giờ ví dụ mình dồn hết cái nguồn lực của đất nước hoặc là mình đi vay vốn để mình làm cái đường sắt cao tốc với tốc độ 300 km/h, thì nói chung nguồn lực của đất nước thì còn có hạn đó. Với thứ hai là các nhà thầu, ví dụ như người ta thầu chẳng hạn đấy, thì nói chung là người ta coi như gần như bán cho người ta vậy.
thì cái chuyện đó là cũng không hay đó. Đúng rồi, bây giờ tôi lấy với lại thứ hai là về mặt kinh tế ấy, là khi mình làm với tốc độ 350 cây số một giờ thì giá thành cao mà, cho nên mình phải cái gì mình phải hoàn vốn thôi. Cái thời gian hoàn vốn như bây giờ thì nói chung là rất là lâu và nó lỗ vốn là nhiều đấy. Ngay kể cả bên Trung Quốc ấy, hiện nay đất nước Trung Quốc là một đất nước có cái gọi là cái đường sắt cao tốc Bắc Nam, thuộc cái đường ấy nó rất là dài mà nó dài nhất trên thế giới bây giờ. Ngay kể cả khi người ta đã xây dựng xong rồi, chỉ có cái đoạn Thượng Hải Bắc Kinh thôi, là cái đoạn đấy người ta tức là hoàn vốn trong cái thời gian tức là dự định được. Còn tất cả cái đường kia nhà nước đều bù lỗ hết đó. Cho nên là nói chung là cái chuyện này bây giờ ví dụ báo chí người ta đưa ra thì nói chung để cho các chuyên gia người ta tư vấn. Ví dụ làm 200 km/h thì các bạn thấy ví dụ nó giá thành cũng được 26 tỷ đô la đấy, thì nói chung là 26 tỷ đô la thì đối với tiềm lực đất nước Việt Nam thì cũng được đấy. Với thứ hai nghĩa là ví dụ mình làm cái đường sắt cao tốc với tốc độ 200 km/h thì đồng thời mình có khả năng mình dùng những cái đường sắt đấy mình chở hàng nữa, chứ còn ông 350 km/h chỉ tính cái đoạn chở khách thôi đấy, không tính cái đoạn chở hàng đấy. Cho nên là nói chung là cái gì nó cũng có cái mặt trái, cái gì cũng có mặt phải. Cho nên thì theo tôi nghĩ như này thì nói chung cứ bây giờ hiện nay cứ để các chuyên gia người ta đưa ra những cái ưu khuyết điểm đối với tình hình đất nước Việt Nam hiện nay đấy, ở hai phương án, tức là 350 tức là đường sắt cái tốc độ chạy tàu là 350 km/h và 200 km/h. Cái lúc này tôi nói với tất cả các bạn cần phải sự quyết đoán của nhà lãnh đạo, điển hình như Thủ tướng Chính phủ phải có một sự quyết đoán. Đấy, tôi nói với các bạn ví dụ như năm 1982 khi ông Đặng Tiểu Bình ông ấy sang bên Nhật Bản và ông ấy thử đi cái đường cao đường cái tàu mà cao tốc của Nhật Bản đó. Đấy, sau đó về là ông quyết tâm ông ấy làm những cái đường cao tốc của coi như là Trung Quốc. Và bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ở Trung Quốc người ta có những đoạn đường sắt cao tốc chạy với tốc độ cơ bản hơn 400 km/h đấy. Cho nên là những cái này thực tế là mình là người dân cũng khó đấy. Ví dụ như các bạn nào, ví dụ các bạn nào ở đây chẳng hạn, các bạn lên cho ý kiến là nên như thế nào cũng hay. Tôi thấy đây một ý tưởng rất là hay, mà nói chung là bên nào cũng có một cái lý của nó. Anh Phú còn đây không? Anh Phú có đây không? Anh chỉ xem cái tình hình cái đường, vâng, đường cái tàu mà cao tốc ấy, ở bên Đức ấy, như thế nào anh? Tất nhiên là đi êm rồi, đi đã rồi, tốc độ nhanh rồi. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng ví dụ đi, ví dụ cái tàu mà chạy từ đây sang ra Hà Nội là 1.600 km/h. 1.600 km/h và mình chia cho tốc độ tối đa là 350 đi, nhưng mình chạy tốc độ khoảng 300 đúng không? 1.600 mà chia 300, 5-6 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ. Vâng, đấy, thì các bạn thấy thế nào? Rồi, em mời Phú. Vâng, vâng. Đường cao tốc bên Đức thì nó chạy tốc độ nó không bằng Nhật anh. Tốc độ nó chạy không bằng Nhật. Nó không bằng Nhật đâu. Nhật là cái tốc độ của nó là đứng đầu thế giới, nó chạy tới 400 mấy chục cây số một giờ. Đức thì trong Trung Quốc giờ với trong Trung Quốc cũng hơn 400 rồi ạ. Thằng Đức thì Unkerfe khoảng 300 anh. Unkerfe cũng 300 350 rồi. Thằng Đức á. Vậy thôi.
mà làm cái đường cao tốc cái nó mang lại cái vấn đề kinh tế nhiều lắm á. Nhưng mà thường thường thật sự ra mà nói là tất cả trên thế giới những quốc gia nào như tất cả là đường đường sắt là nhà nước có bù lỗ hết đó. Nhưng mà anh biết tại sao nó lấy lại, nó nhờ cái thằng Bốt, thằng bưu điện á, như thằng bên Hàn Đức là nó lấy cái danh cái lãi của thằng bưu điện để nó hỗ trợ cho thằng đường đường sắt đấy. Đi đường đường sắt mắc lắm anh, đi đường sắt rất là mắc, nhưng mà nó phải nó làm kia để là biết là lưu thông vấn đề lưu thông. Mà nếu mà tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam mà làm đường sắt cao tốc Bắc Nam á, thì cái phương tiện đi tất nhiên là cái cao tốc đường một nó sẽ giảm nhiều, giảm nhiều. Ví dụ như bây giờ không biết ở Việt Nam mình sao này làm, ví dụ bây giờ em nói cho anh bạn nghe, các bạn nghe, thí dụ như mình đi từ ở Sài Gòn đi mà mình đi ra tới 30 thuộc, tới 30 thuộc đi, thì từ từ tới anh sẽ tới ga Nha Trang, từ ga Nha Trang nó sẽ có một cái đường tà, cái ga nữa, cái đường tàu nữa, là nó sẽ đưa bắt đầu nó chuyển anh qua đi về tới tới ví dụ như Đơn Dương hay là Đơn Dương hay là 30 thuộc này kia, là nó có nhiều rồi, nó có nhiều lắm anh. Thì cái đó mà khi mà nó làm gì thì cái quốc lộ 1 nó sẽ giảm là giảm tải lại, với là cái lượng mà giao thông đó, nó sẽ giảm bớt Đúng. cái nạn kẹt xe và tai nạn giao thông. Đấy. Cái em nói anh Phú ở cái nước mình ấy cũng em thấy cũng cũng có một rất hay này. Nước nước mình ấy, tức là nó theo cái chiều dọc, cho nên là làm đường hoặc là tất cả đường ấy các thứ, đường không đường bộ rồi đường sắt các thứ, em thấy là nếu mình có nguồn lực mình tập trung vào thì nói chung là nó cũng rất hay. Đúng, Vâng, cho nên nó theo chiều dọc không? cái Dạ. nhưng mà nó cái chiều dọc rồi là một, nhưng mà nó sẽ làm những cái sạn, tôi nghĩ là chắc Việt Nam phải làm như vậy thôi, tại vì nó sẽ làm những cái trạm mà bắt đầu, thí dụ bây giờ anh đi Pleiku đi, ví dụ đi Pleiku đi ha, hay là anh đi tới cái đường Dương này, tất nhiên là nó sẽ có những cái trạm anh tới Nha Trang, rồi xong đó anh sang qua tàu khác, nó sẽ đưa anh từ cái tàu đó đưa anh tới đường Dương đó, nó tới tới đường Dương lại. Cái còn riêng Việt Nam thì mình không biết làm sao, Nam mình thì tại vì nó là hình co hình chữ S đúng không, nó dài Wow. thì có lẽ là Bây giờ nhiều khi này nó em mình nói với các bạn này, bạn Chánh Huỳnh này. Bây giờ ví dụ là tôi nói với các bạn nhé, ví dụ mỗi các vùng kinh tế mà nó phát triển lên được thì mình phải có cái con mắt nhìn xa. Tôi nói với các bạn nhé, ví dụ mình làm hiện nay con đường một nhé, ví dụ từ 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 mình cứ đi tính đến đến Dầu Giây đi, thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây đi, thì vừa có đường một lại vừa có đường cao tốc. Các bạn thấy không, cái đường cao tốc hiện nay đã có khả năng đã hơi quá tải rồi. Tôi nghĩ là sau này sân bay Long Thành mà người ta xây dựng nữa, mà cái làn mà cái đường mà thành phố Hồ Chí Minh mà đến Long Thành ấy mà không làm mỗi bên ba làn xe, ba làn xe ô tô ấy, thì tôi nghĩ là kẹt đấy. Cho nên là mình phải nhìn xa ra. Bây giờ tôi thấy là các bạn, ví dụ các bạn đúng, tôi đã chạy dọc Bắc Nam bằng ô tô rồi, tức là đi cái đoạn mà từ Phan Thiết ấy, mà ra ngoài miền Trung, đúng là đi được một, hiện nay rất vắng, cũng vắng. Nhưng mà tôi nói với các bạn, khi mà kinh tế phát triển lên thì mấy mình không có tầm nhìn xa. Vâng. Nếu mà mình so sánh thế này nè, nếu tôi nói có bạn hỏi là đi, nếu nếu mà thí dụ mà anh đi từ Sài Gòn mà ra Hà Nội thì anh đi máy bay, mà nếu mà anh đi từ Sài Gòn mà đi lên Đà Lạt, anh đi cao tốc này, anh đi cao tốc nó thì anh đi máy bay là check in là phải đợi này kia nọ thời gian gì, mà anh đi tàu lạ tàu hỏa đi đi rất là nhanh, nếu mà đi cao tốc thời gian á nó rất là nhanh. Hello chào anh cư xã Duy Tân đấy, là như vậy đó. Tất cả nước nào khi mà phát triển rồi là cái đường cao tốc giữa hai con đường cao tốc xa lộ và cao tốc đường sắt là nó phải phát triển như vậy, là tất nhiên nó mới đẩy mạnh cái nền kinh tế lên nhiều Vâng, đó, đúng rồi. như vậy thôi. Em nói anh Phú này, cái giao thông ấy thì nó phải đi trước. Đó, chứ không phải là nước đến chân mà chạy, không phải là ví dụ đường cao tốc thì mình làm có khả năng. Nhưng đường sắt cao tốc không thể, em nói thật cho em, ví dụ nhiều khi cái đời em chưa chắc đã được đi đường sắt cao tốc. Tôi nói các bạn Thì đấy. Đấy. nói thế này, nói như là Vâng. một con người sống 100 năm dựng hồi trong, ví dụ nước Mỹ hay nước Đức hay là những nước phát triển này, người ta đã có mấy trăm năm nay rồi người ta phát triển, thấy không? Cho nên mình không thể nào mà đôi lúc mình lấy đất nước Việt Nam mà so sánh, mình nhìn thấy một Đúng rồi. cái sự phát triển của Việt Nam gì là nó đã có sự tăng trưởng rất nhanh rồi,
mình không có đòi hỏi. Thứ nhất là gì, là cái đồng thuế người dân mình ở Việt Nam mình đóng thuế chưa chưa, chưa đạt nữa, đúng không? Vâng. Đấy, tại sao nước ngoài người ta làm được là vì thứ nhất cái đồng thuế nó lấy rất là nhiều, còn Việt Nam mình thật sự ra đâu có lấy thế mẹ đâu, đúng không? Thật sự ra đâu có lấy thế gì đâu. Đấy, cho nên lúc chúng ta phải nghĩ như vậy, thì mà xây dựng cái gì đó là nó phải đi từng giai đoạn, chứ không phải là chúng ta cứ muốn là nó được đâu. Ngân sách ở đâu, tiền ở đâu, Đúng rồi, đâu. như thế nào Đấy. mình mà mình mà vay nước ngoài nhiều quá, ví dụ mình vay nợ thì cái trần nợ công nó sẽ đội lên, thì Đó. con cháu mình khổ thôi. Tôi nói các Đúng bạn thế chứ, chúng mình phải tính toán chứ. Bây giờ là mình bây giờ cái trần nợ công mình đưa ra có 65% GDP đấy, nhưng mà hiện nay cái nợ công của mình mới chưa mới là mới mới là 58,1. Chứ bây giờ ví dụ mình làm ấy, mình vay ấy cũng được, nhưng vấn đề Bây con giờ cháu tôi mình nói e cổ ra mà trả nợ đó. ở Việt Nam làm lương tháng 10 triệu chưa chắc anh đã đóng thuế, bên này anh làm có 100 euro, 100 euro một tháng nhà nước phải lấy thế anh rồi xong xã rồi á, và cái thằng thuê anh là nó phải mua cái bảo, nó phải đóng bảo hiểm cho anh nữa. Ở Việt Nam làm 10 triệu chưa chắc nhiều khi chủ nó đã đóng bảo hiểm cho anh. Bên này làm Em trăm nói anh ngàn này, ở Việt Nam cũng có một cái mà ví dụ mình không đóng thuế, cho luôn nên cái mảnh nhiều đất. người cứ tưởng là cái đấy là của mình, ví dụ như là thuế đất. Em nói Phú là ví dụ thuế đất chẳng hạn, ví dụ nhà em nói thật với anh, em ở 10 năm rồi ở cái nhà anh, nhà em với anh biết rồi, em chưa đóng một hào thuế này, thuế tiền đất nào. Cho nên là nhiều khi nghĩ là à, cái đất này là của mình. Không phải, cái đất này là nhà nước giao cho mình để mình coi như xây nhà. Đất tôi quản nhà nước quản lý, đúng không? Bây giờ tôi nói thí dụ Việt Nam anh mở cái quán hủ tiếu hay là anh mở một cái quán ăn, anh đâu cần đóng thuế bảo hiểm cho công nhân đâu. Không, Bản thân mình cái là dự bản thân án tàu hiện nay là tôi nói với Việt Flyline là tức là tàu cao tốc ấy, hiện nay là đang đưa ra bình đưa ra tức là thảo luận xem mà mình sẽ làm một cái phương án nào. Thứ nhất là mình làm một cái đoạn Hà Nội Vinh, thành phố Vinh Nha Trang trước, sau đó mình mới làm dần dần. Nhưng cái đấy thì bị nhiều chuyên gia phản bác lắm rồi. Cho nên bây giờ ví dụ có hai phương án, tức là thứ nhất là làm tốc độ chạy tàu là 350 cây số một giờ, thì là mình làm với tổng dự toán là tổng số tiền là 58 tỷ đô la, mà làm với tốc độ chạy tàu là 200 km một giờ thì sẽ mất là 26 tỷ đô la đấy. đó thì nó thật sự Đấy là tiện lắm, cái đó mình nghĩ là nhà nước còn có ban chuyên gia rồi tham mưu họ đánh giá vâng, rồi làm đây. Chẳng qua mình lên thì mình nói thì thôi, chứ thật sự là cái đó là nhà đúng nước rồi, cần làm, tất nhà cả nước ban và tham phải mưu. nói chung là bây giờ thứ nhất là ban tham mưu, và hai là lãnh đạo phải quyết đoán, phải quyết Đó, đoán. Vâng. đất nước nào cũng vậy, đất nước nào vậy, kể cả những cái đất nước kia chẳng qua là đưa ra vấn đề là dân chủ vậy thôi, chứ thật sự người ta có cái ban tham mưu lãnh đạo hết anh Đúng ơi. rồi. Chẳng qua mình lên là đưa cái vấn đề là nói về dân chủ rồi để cho dân này kia nọ, chứ thật sự là thế. Tôi nói nước của mình là khi người dân này lúc nào cũng kêu gào này kia nọ, chứ thật sự ra mà nói mày ra ở ra nước ngoài đóng thế bỏ mẹ luôn. Anh mà làm chủ cái, ví dụ anh mở tiệm nail, mở tiệm ăn như tụi tôi, anh biết không, Đúng rồi. bảo hiểm một tháng là đóng 600 đồng, Không, 600 euro mà đâu có dám mình, tôi nói với đâu anh dám mình Bình đâu. và Việt Plai này, cái đường sắt thì là đang tham khảo và đang tính toán, còn đường bộ là chắc chắn là tháng 3 năm 2020 sẽ ký hợp đồng thầu, bây giờ với mở thầu và sau đó chọn ra nhà đầu tư, sau đó mình ký hợp đồng luôn vào tháng 3 năm 2020. Còn hiện nay vừa rồi mới công bố các nhà thầu tham gia dự án, tham gia các đoạn của dự án đó. Lần này mình làm rất chậm. Thì cái đó là mình thấy nhà nước mình ổng thì có kế hoạch hết rồi đó. Mình lên thì mình nói như là tụi em ở nước Vâng. ngoài nó nắm rõ vấn đề đó, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy ở cái tốc độ và vĩ mô mà phát triển đất nước đó, mà mấy ổng làm được hai cái đó là những điều rất là tốt cho Việt Đúng Nam rồi. rồi. Đó là cái điều mà Vâng. nó thật sự rất là tốt, rất là tốt. Thì tôi nói anh, cái tầm Việt Nam mà cái cỡ này mà tầm khoảng chừng 20 năm 30 năm sau, tôi nói anh thiệt, anh ở Đông Nam các nước châu Á nó thiệt anh cỡ xin không ra gì hết đó. Bây giờ đừng nói giờ anh qua Thái Lan thấy cái ngành đường sắt Thái Lan tới bây giờ nó ảnh nó còn xài lại những cái cũ của bọn anh đó, ngày xưa đó. Đường sắt Thái Lan, nó có hai cái mà rất ư là yếu kém hơn Việt Nam. Thứ nhất là đường sắt, thứ hai là viễn thông nha anh Bằng.
Thứ nhất là đường sắt, thứ hai là viễn thông nha. Thái Không, Lan. tôi nói với anh Nguyễn Bình này, tức anh nói là có mấy thằng que nói thế chứ anh em mình lên trên mạng về que với củi chứ ở nhà nước thì quan tâm về mấy 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 thằng rẻ rách thật, nước người ta chẳng quan tâm, chứ anh em mình lên trên mạng thấy thủ Nói nước mình chẳng thì bao mình giờ, nói tức lên là trên mạng chẳng không qua quan tâm mấy thằng que thằng củi nó sủa sủa chăng. Vâng, dạ vâng, thật sự là mình nói với mấy nói thằng thẳng như que thế khác chứ là còn mình chẳng mấy qua mình ông. lên mình bực mình mình nói Vâng, thế thôi, chứ nói tụi nó chẳng nói gì hết vâng á, mình mấy nói bạn thôi chứ. chẳng có gì hết, mình thấy mình bực mình là Dạ mình nói thôi á đó vậy thôi, chứ thật sự bọn đó bạn nhầm rồi. Mình nói chuyện với mẹ tổng thống Mỹ rồi, thủ tướng Đức, thủ tướng Anh, kể cả những thế giới cường quốc, vâng, với tầm mình cỡ nói như gì thế. vâng bọn đó chưa gì đâu đó. vâng Ảm ảnh coi như ảnh là ảnh gì cựu thủ tướng Singapore Lý Vương Diệu với lại cựu thủ tướng Anh đấy, thôi. cái ông thủ tướng Anh ông gì đấy đã sẵn làm chuyên gia về kinh tế cho chính phủ Việt Nam. Sao luôn vậy mà vậy? Tự nhiên qua lâu quá Vâng quên tên ông vâng bài là, nên tôi nói thật sự mà nói, cho nên vì cái chỗ mà cái phát triển của Việt Nam vậy, cho nên làm những có cái nước bạn á, những cái nước bạn mà lân cận nó sẽ ganh tị mình đó, nó rất là ganh tị mình, là lúc dạ nó cố tình để nó cũng như tôi nói, ngành du lịch Thái Lan tính ra bây giờ ngành du lịch Thái Lan nó đã bị mất khách rất là nhiều khi mà cái ngành du lịch Việt Nam phát đúng triển. rồi Thái Lan đúng rất bây giờ thấy, cho nên nó hạ giá nhiều lắm, cho nên anh nói du lịch Thái Lan giờ nó rất hạ giá đấy. Ok, tao xin xuống B nghe để bây giờ có chính chị Nga nào lên phân tích thì vâng vâng ông ấy, bay đúng đúng rồi rồi. tôi đi vào đây. Vâng, Đúng rồi. tức Ok, là xin tôi xuống nói nha. với anh là nếu mà nói về cái vấn vâng cái vấn đề du lịch giữa Thái Lan ấy, thì vừa rồi coi như là những người dân du lịch nhá ở Thái Lan sang du lịch ở Việt Nam ở Nha Trang và Đà Nẵng vượt qua người Hàn đấy, cái số du khách ấy, của Thái Đúng. Lan qua người Hàn luôn. Cho Vâng, nên đấy là năm vì cái chỗ đó, 2019. cho nên thấy tại sao ở ở Cam Ranh, Vâng. ở Cam Ranh nó mở một cái hãng này, cái là cái sân bay là quốc tế, tất nhiên là người ta tạo điều kiện du khách đến những cái vùng đó nữa. Cho nên vì cái chỗ đó mà cái bọn hải ngoại là nó xuyên tạc là người Hoa, người Tàu đến Việt Nam này, này kia kia nọ, mấy thằng này riết là nó tụi nó là chỉ một mục đích của tụi nó vậy thôi, nó ảng ảng vậy thôi, chứ có chuyện chó mẹ Vâng. đâu. Để tụi nó Vâng ạ. Vâng ok ở ở rồi, xin xuống. cái khu vâng ở khu vực Nha Trang thì cũng có cái có sân bay rồi, sắp tới là mình làm cái sân bay ở Phan Thiết. Vâng, có dự án rồi. Ok, Cho dạ. nên là vâng, dạ. Thế Phan em Thiết đây, cảm ơn vâng, Phan em Thiết cảm thì ơn. ngoài Việt Nam, Phan Thiết tại Việt Nam ngoài nó có sân bay nhỏ mà rất là nhỏ. Nó đi là Dạ. chỉ có cái bọn mà ngày xưa là những cái bọn những người giàu có, là những cái thằng mà quân sự nó đi thôi. Nó trên căng anh, cái nó nhỏ lắm, nó như cái ga nhỏ vậy thôi. Phan Ok, rồi mời anh em khác nói chuyện rồi Vâng, kinh tế dạ rồi. vâng, em cảm ơn anh. Là Rồi chị Nga hoặc anh Lợi Minh có đây không? Nếu mà có chị Nga đây tôi sẽ bàn qua cái việc mà cái kết quả của việc điều tra dân số đấy, mới công bố ngày hôm qua hay ngày hôm kia kia gì đấy. Thì nói chung là qua cái chuyện mà vâng, tôi mời anh Lệ Minh anh trước, sau đó chị Nga sau. Dạ, tôi mời anh Lệ Minh ạ. Vâng, xin chào anh Lệ Minh. dạ có Lợi Minh đây. Dạ. Chào anh Bằng, chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì Lợi Minh cũng mới vào nghe cập chờn, thì thấy cái đề tài của anh Bằng thì Lợi Minh đọc qua, hạ tầng cơ sở nó là một cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế, nó đi đôi với cái sự phát triển của cái nền kinh tế. Vấn đề mà đường tàu cao tốc anh chị các bạn, nói chung thì Việt Vâng. Nam mình làm hiện nay cái diện vậy, người ta có cái đội ngũ chuyên gia kỹ sư, người ta tính toán hôm nay là người ta dự định cho 5 năm 10 năm cái sự phát triển của đất nước. Thì cái đoạn tàu cao tốc theo Lợi Minh nghĩ, nếu mà mình thực thi được
thì nó sẽ cũng giảm thiểu được vấn đề mà giao thông, phương tiện giao thông rất là tốt cho cái đường bộ. Nó giảm thiểu được, nó bớt đi những cái gánh nặng cho cái đường quốc lộ 1A, mà trong khi đó mình chưa có cao tốc Bắc Nam nữa. Anh chị em các bạn nên nhớ như vậy. Mình vẫn Không, còn cần một cái đường cao tốc. tôi nói với Lê Minh này, cái cao tốc Bắc Nam thì năm 2020 sẽ thi hành làm, mà làm cao đường bộ thì làm rất là nhanh. Đấy, cứ khoảng 3-4 năm là xong. Nhưng cái vấn đề là cái đường sắt cao tốc ấy, thì nó mới là làm lâu. Tại vì cái đường ra cái đường sắt đường cái đường rầy với lại tàu cao tốc nó đòi hỏi những cái chuyên môn kỹ thuật cao hơn, nó chạy với tốc độ mà trên cái đường rầy. Còn cái đường bộ, cái đường mà cao tốc đường bộ để xe bốn bánh, xe tải rồi nó chạy thì nó dễ hơn là cái đường xe lửa mà cao tốc 230 km một giờ. Nó đòi hỏi con tàu đó nó làm sao nó có thể bám vào cái được hai cái đường rầy rằng mà nó chạy cho nó chiếu sáng với lại như thế. Anh nhà bên cho tôi hỏi là ở bên Mỹ ấy, thì cái đường mà tức là cái đường sắt cao tốc ấy, có nhiều không? Không anh, Mỹ nó không có xài đường cao tốc Đường sắt. xe lửa, nó không xài, tại vì nó sử dụng đường bộ nhiều hơn, tại đất đai nó lớn á, đất đai nó rộng lớn cho nên nó xài những cái interstate, có nghĩa là đường 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 cao tốc mà nó gọi là xuyên quốc gia đó, nó sử dụng đường đó nhiều, nó đất nó rộng mà đất nó Không hơn có hai đường luôn anh. đường tức là không có đường sắt cao tốc Không, không có, nó không sử à? dụng đường sắt cao tốc, với lại nó sử dụng máy bay nhiều, đường hàng không của nó mạnh, đường hàng không nó phát triển cực kỳ tốt, cho nên nó sử dụng cái đó rất là hiệu quả, cho nên vấn đề mà cao tốc thì nó không sử dụng, nó không có sử dụng, nó sử dụng đường hàng không hữu hiệu Đất nhiều. hơn. Tại đất đất nó nhiều á, cái đường Không phải bay đâu, của nó những cái sân theo bay. theo tôi nghĩ rằng không phải đất nhiều, mà nó có một cái vấn đề gì đấy, và mình nói chung chung một thực tế mình cũng chưa phải là một một cái chuyên gia về giao thông, cho nên là vâng, nếu mà ví dụ có được một cái đường sắt cao tốc nữa thì nói chung là rất là tốt đúng Nhưng mà không? nó không xài nữa, nó có đường sắt bình thường thôi à, mà người ta cứ vẫn đi, nó có vẫn có một cái những cái đường sắt tư nhân, cái đường sắt tư nhân của hàng Greyhound thì nó chạy bình thường đó, nó có chạy cao giống như bên 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 những cái quốc gia như Việt Nam hay là Trung Quốc rồi những quốc gia khác. Nói chung là địa lý mỗi mỗi nơi nó khác. Thì kinh tế phát triển thì nó đòi hỏi những cái hạ tầng cơ sở làm sao nó phù hợp với cái mật độ dân số của mỗi quốc gia nữa. Chứ nên cái đường cao tốc nhiều khi mình ngồi đó mình người dân nhiều khi mình chưa có hiểu hết nổi đâu, nhưng mà những người mà người ta chuyên gia, người ta có đội ngũ kỹ sư, người ta có những người mà advice, những người mà người ta giúp đỡ để rằng mà người ta nghiên cứu cái dự án, chứ không phải như mà mình chỉ nghe thoáng qua. Rồi mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó ngồi đó nó kích động vô, nói chung thì nó chứ không biết con khỉ gì mà đường bộ đường sắt, nó ngồi đó nó chỉ chổng đầu chổng đít xuống nó chống thôi, nó biết con khỉ gì. Mấy cái đám mà chống cộng tới cái giống gì mà nó mình làm thì nó nói ngược lại vậy thôi. Đúng Mấy rồi. cái thành phần khốn nạn đó nó lúc nào nó cũng tìm đủ mọi cách để đặng mà nó đẩy nó đi nó làm cho đất nước bị thụt lùi lại, mà nó làm sao mà nó đẩy nổi được cái sự phát triển của đất nước. Thì Việt Nam mình nói chung hiện nay thì cái tình hình kinh tế phát triển đối với là mình thấy khá tốt, cho nên anh chị em các bạn ở trong nước thì có nhất là tụi các bạn còn trẻ đó, cố gắng học hành và để đặng mà có cái cuộc sống nó ổn định và mình đứng trên đôi chân của mình để đặng mình vươn lên, chứ ngồi đó mà sống vọng ngoại là chết á. Bây Hay giờ này, thời buổi bây giờ tôi thấy là Jack Smith nói một câu rất hay, Mỹ chạy tàu cao tốc thì xăng dầu bán cho ai? Đấy, xe bốn bánh xếp xó à? Mấy anh tài phiệt dầu mỏ không thích điều này. Cũng có một cái ngày. nói chung thì theo lại mình thấy là bên Mỹ nó không xài cao tốc, tại vì theo lại mình nghĩ, tại là mình cũng có bạn nó làm bên civil engineer về đường đường bộ á, nó khi nó ngồi nói chuyện với nó thì nó kể cho mình nghe vậy, nó không có đạt hiệu quả,
nó không đạt hiệu quả. Đối với Mỹ nó không đạt hiệu quả, nó khai thác đường hàng không quá quá tốt đi. Nó người ta đi leo lên máy bay, người ta bay cái vèo sân bay của nó, chỗ bang nào nó cũng có hết, gần như là nó rất là hữu hiệu. Cho nên cao tốc nó không sử dụng, nó không sử dụng cao tốc, nó chỉ sử dụng những cái xe lửa điện ngầm đồ, nó phục vụ cho nội thành đồ thôi, để đặng mà nó giảm bớt giao thông này. Còn thì để nói về kinh tế, nói chung Việt Nam mình hiện nay với cái sự phát triển của đất nước, hạ tầng cơ sở nó cần được cải tiến để đặng mà nó phù hợp với lại cái đời sống và túi tiền của người dân nữa. Chứ không phải là mình muốn xây gì mình xây đâu anh chị các bạn. Các anh chị các bạn thấy có nhiều người hiện nay, người dân của mình đó, người ta chưa có, nếu mà nói đi hàng không họ chưa có quen lắm, họ đi máy bay họ sợ té lửa, nhiều khi họ bay á, người già rồi sợ lắm, tự nhiên họ Sợ nghĩ tự nhiên leo nó bay trên trời, mà đi đường sắt họ nghĩ là đi đường bộ thì họ cũng cảm thấy nó an toàn, cho nên nó là tâm lý nữa, và mọi cái quốc gia và đời sống văn hóa nữa. Người ta xây dựng làm sao nó phù hợp với nhau thôi. Còn như ở bên Mỹ hay những cái phương Tây, nó đi máy bay hồi nào bây giờ rồi, tại vâng, vì chị Nga chờ tí xíu. Dạ ok vâng, thôi chị Nga lên, để chị Nga lên chứ lên đi, có gì một hồi là mình lên bổ rồi. sung thêm hay là nói chuyện thì nói chuyện tiếp. Rồi ok, vì hôm nay Dạ chị Nga chị muốn lên về trình bày về cái mà điều tra dân số của Việt Nam vừa rồi. Tức dạ Việt dạ Nam dạ ấy, cứ 10 năm, tôi nói các bạn nhé, 10 năm điều tra dân số một lần. Tức là năm 2009 thì có điều tra dân số. Nhưng không phải, tôi nói với các bạn là không phải là điều tra dân số à. Dân số nước Việt Nam hiện nay là 96,2 triệu người đâu. Mà tự dân số này điều tra cái nhà ở này, năm 2009 là bao nhiêu này? 2019 là mỗi người là mà trung bình là bao nhiêu mấy mét vuông nhà ở này, ở nông thôn như thế nào, ở thành phố như thế nào này, độ tuổi có như biết chữ như thế nào, nó phản ánh cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của một đất nước đúng đúng trong 10 đúng năm. Người đúng ta chỉ Mỹ nó gọi cũng là vậy tác anh động bạn, vâng. Mỹ nó cũng vậy, nó đang chuẩn bị nè, Mỹ nó đang chuẩn bị nè, nó đang chuẩn bị kiểm tra dân số nè, nó đang chuẩn bị đó, nó 10 năm nó cũng kiểm tra là cũng đâu có mấy, nói chung mấy thằng chống cộng cực đoan thì tụi nó không, nó chống đầu chống đích chẳng biết con khỉ gì. Ok thôi anh Bằng mời chị Nga lên, có gì lại Vâng. mình lên sau. Rồi Dạ cảm ơn vâng, anh Bằng, chào anh chị các bạn. Dạ rồi, dạ cảm ơn Minh. Rồi chúng ta mời chị Phan Thị Chuyên Nga. Tôi đang mời chị Nga đấy. Rồi, À, xin em chào vâng. chào Lợi Minh nha, chào mọi người ở dưới, chào hết tất cả mọi người. Rồi mọi người biết mặt mình rồi thì bây giờ Dạ vâng. mình trời nóng mở xuống. Đó. Thế thì cái tổng điều tra dân số thì nó không, nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng mọi người ạ. Thì báo Vâng. cáo với anh chị em á, là cái tổng điều tra dân số á, thì nó mang cái tính chất là định hướng phát triển về kinh tế xã hội, về mặt vừa kinh tế vừa xã hội nữa, và nó rất là quan trọng trong cái hoạch định chính sách của Đúng. những cái năm tới, nó rất là quan trọng. Và những năm trước á, thì Việt Nam mình á, là điều tra tất cả hàng năm, tức là hầu như là phương pháp thủ công, nhưng mà năm nay á, thì là Điện nhờ đồ. có cái khoa học kỹ thuật ấy, cho nên là làm cũng 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 nhanh đấy. Thì trước kia á, là hầu hết á, là chúng ta phải nhờ cái sự những cái năm đầu á, những cái năm trước á, là phải nhờ vào hỗ trợ của UNDP, tức là cái chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc ấy, để họ hỗ trợ cho mình. Nhưng mà bây giờ thì mình đã tự làm được, và những cái con số mà mình đưa ra đây ấy, thì là mình được công bố, đây là phải là số liệu thật và số liệu sống, bởi vì nó liên quan đến cái việc mà hoạch định chính sách cũng như là các thứ của một chính phủ ấy, rồi liên quan đến quốc tế nữa, nên là mình không thể nào là mình bịa đặt hoặc là mình nói được. Và cái con số liên lại nó sẽ đưa vào cái sau khi mà rà soát lại một lần nữa, nhưng mà số này thì chắc là số cũng đã tương đối đúng Chị rồi, thì người ta sẽ đưa vào các cái liên giám, đặc biệt là của các cái tổ chức và các cái định chế tài chính khác, để người ta tham khảo nữa, vì cái dân số nó quan trọng lắm. Để mà người ta, vì sao các anh chị đúng nói hiểu không, tại vì là nó không đơn giản là anh chỉ thống kê là từng đấy người rồi thế này thế kia rồi đâu, vì nó sẽ là phát triển cái thị trường, là bao nhiêu dân số để mà người ta phát triển thị trường, bao nhiêu cái lượng người nam người nữ, rồi cái tốc độ phát triển kinh tế nó rất là quan trọng, nhưng mà là không quan trọng. Thì về số liệu thì là các báo chí là đều công bố hết rồi, cũng như là cái trang web của Tổng cục Thống kê là người ta công bố hết rồi. Thì tôi chỉ nhấn mạnh ở ba cái điểm để thấy là cái sự phát triển của Việt Nam.
Thứ nhất á, là cái số liệu công bố cho thấy á, là tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người và nam giới là 47.881.061 người là chiếm 49,8%, nữ giới là 48.327.923 người và chiếm 50,2%. Như vậy là cái chênh lệch về về giới tính là không nhiều, tức là tỷ số giới tính á, là 99 nam trên 100 nữ. Đó, và khu vực thành thị và 96,5 trên 100 nữ ở khu vực nông thôn. Khu vực nông thôn á, thì là 100 nam, 100,5 nam trên 100 nữ. Thế như vậy á, là cái mà điều mà đáng lo nhất lâu nay á, là chúng ta là mất cân bằng giới tính ấy. Tức là cái mất cân bằng giới tính mà sẽ dẫm vào cái vết chân của Trung Quốc là một, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước Trung Đông là rất là nguy hiểm, anh thấy không? Bởi vì sao? Ví dụ người ta nói là như Ấn Độ đấy, do cái tỷ lệ mà nam nữ nó quá nhiều, nữ nó thiếu, nam nó nhiều, cho nên nó gây ra những cái trường hợp như là lạm dụng này, rồi là hiếp dâm này, đúng không? Đấy, cái đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội nữa. Đấy, nó rất là quan trọng. Thì nhờ cái việc á, mà cái tuyên truyền của những năm qua đấy, cho nên là đây tôi chỉ nói ba cái vấn đề thôi nhé, cái vấn đề của liên quan đến cái vấn đề dân số này và cái vấn đề chính trị xã hội này. Thì là cái tỷ lệ của Việt Nam như vậy là tôi thấy những con số không này là tương đối đẹp. Không, không như này nó cũng không phải là chênh lệch lắm anh nhỉ, tại vì sao theo cái số nữ nó vẫn nhiều hơn, nó nhiều hơn một chút thì nó không có quan trọng, tại vì nói thật với mọi người là lâu nay mình đẻ con trai là nhiều lúc mình nghĩ không biết cái thằng cung sau này mình có lấy được vợ không, có đứa đó nó còn đùa tôi, nó bảo cháu đổi nhà bà rồi mai mốt sang Cameroon và lấy vợ không, ví dụ như thế. Hoặc là Hàn Quốc bây giờ là đang thiếu, tôi nói như này nhá, ví dụ như là dự báo của Liên Hợp Quốc là đến năm 2030 là 10 năm nữa thì khoảng 1/4 số đàn ông Trung Quốc có độ tuổi 30 là không thể kết hôn. À, anh chỉ thấy đó, tức là nó gây xáo trộn xã hội nghe, chứ không phải mà giỡn đâu, nó gây một cái hệ lụy rất là lớn. Nhưng mà đối với Việt Nam như vậy là tốt. Thì hiện nay á, với cái số dân á là 96, nói chung là trên 96 triệu á, thì mình đang đứng thứ 15, tức là trước đây mình đứng thứ 13. Như vậy là cái tốc độ tăng của dân số của mình nó lại giảm. Trước kia là mình tăng là tỷ lệ tăng nó là 1,18 triệu người một năm, thì hiện nay là chỉ còn có 1,14 triệu người một năm thôi. Tức là cái tốc độ nó lại đang giảm đi đấy nha. Bây giờ trước kia là mình đứng đứng thứ 13, bây giờ mình lại đứng xuống 15, bây giờ mình tụt hai bậc. Đấy. Chứ là nhiều người lại lo là coi như là chưa 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 giàu đó là coi như là già mất. Đấy. Thực tế là như thế. Ở đây tôi cũng bảo và tôi nói lên thêm là như này nhá. Có hai cái nhà bác học á, năm 1970 tôi không nhớ lắm. Tại vì hai ông này là hình như người Do Thái, ông đã chứng minh được là cái việc đói nghèo của thế giới á, không phải là do thiếu lương thực mà do anh sử dụng các nguồn lực không đúng. Đấy, tức là có những nước á, là coi như là lương thực thì thừa mứa, ăn uống thừa mứa, rồi là phát triển mà dùng để cho chăn nuôi, nhưng mà có nhiều nước lại không có ăn, tức là do anh phân bổ cái nguồn lực không đúng chứ không phải là do dân số tăng. Đấy, cho nên là cái tổ chức FAO là sau này là đến năm tôi nhớ không nhớ lắm là hình như là vào thập kỷ 90 là cái tổ chức lương thực của thế giới là nó dẹp bỏ đấy, sau khi mà có cái công bố của Liên Quốc cũng như là cái giải Nobel về kinh tế đấy. Đó thì là người ta đã nói như vậy. Thế về cái đó là như vậy. Thế thì bây giờ là cái vấn đề thứ hai nữa là về cái vấn đề mất cân bằng giới tính, như vậy là nó cũng không phải là nhiều lắm, đúng không? Nó không phải nhiều lắm. Thứ hai là nhà nước á, thì hiện nay là có khoảng là 91,7% dân số tuổi là phải đang đi học. Thì cái tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học á, nhưng mà lại không đi á, thì trước kia là cái thời điểm 2009 á là nó 16,4%. Nhưng mà hiện nay nó chỉ có 8,3% thôi. Có nghĩa là cái lượng đi học là nó tăng lên đến 50%. Và cái tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên á là 95,8%, là tăng 1,8% so với năm 2009. Tức là cái số người mù chữ ở Việt Nam mình rất là ít. Đó. Đúng không? Vì kết quả sơ bộ á, vấn đề thứ ba nữa là mình thấy là một cái vấn đề nữa, tức là cái dân tính, tức là cái vấn đề thứ hai là người ta nói, người ta khẳng định là cái trình độ dân trí của Việt Nam mình là nó tăng lên. Đó. Còn cái vấn đề thứ ba vấn đề rất là quan trọng này, để cho thấy là cái kinh tế Việt Nam này, cái kết quả sơ bộ tổng điều tra 19 cho thấy này, trong 20 năm qua thì điều kiện nhà ở các hộ dân cư được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là khu vực thành thị này, có 93,1% hộ dân cư đang sống trước ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, diện tích bình quân người năm 19 là 23,5% mét vuông người, như vậy là rất là cao, cái tỷ lệ của người Việt Nam là rất là cao. Thì tôi có xem lại thì không biết là mình có nhầm không, nhưng mà cao hơn cái tỷ lệ của người Nhật và kè và ví dụ như Hồng Kông thì không chắc rồi, Hồng Kông thì cái tỷ lệ cái đầu người là nó rất là thấp,
hoặc kể cả như Hàn Quốc như vậy, tức là cái mà cái diện tích bình quân đầu người, vì tôi nghĩ là cũng đúng thôi, tại vì nhiều nhà ở thành phố là xây tới 4-5 tầng cơ mà, ở nhà quê cũng vậy, các cái thị xã thị tứ đúng không đó, ví dụ nhà tôi là bây giờ là ví dụ có 3 người ta mà ở ở tới 300 mấy mét vuông cơ mà đúng không, thì tôi thấy là cũng thế. Tức là hiện nay hầu hết là các gia đình thành phố là mình xây nhà rất là to cao đấy. Thì về nhà ở thì trong số hiện nay á, toàn quốc mình thì có 26,9 triệu hộ dân cư, nhưng mà vẫn còn là 4.800 hộ không có nhà ở. Thì cái này là cái đài VOA là ok là nó mình sẽ mời vào cái vấn đề này, nó chí vào cái này, nhưng mà thực ra là 4,8 hộ đi á, thì nó cái tỷ lệ là cứ 10.000 hộ dân thì chỉ có 1,8 hộ không có nhà ở thôi. Và cái tỷ lệ là trước đây á là năm 1999 á, thì cứ 10.000 hộ dân á là có khoảng gần 7 hộ, tức là 6,7 hộ á, là chưa có nhà ở. Và đến năm 2009 thì nó giảm xuống là 4,7 hộ. Và đến năm 2019 là còn 1,8 hộ trên 10.000 hộ, tức là cứ 10.000 hộ thì nó sẽ có 1,8 hộ là chưa có nhà ở. Đúng không? Thế thì trong một tỷ lệ rất thấp. Một tỷ lệ tức là nó không có cao so với một cái nước Việt Nam, một tí nữa tôi sẽ dẫn chứng cho một số nước khác là nước rất giàu. Thì hiện nay á thì một số cái đài của nước ngoài á thì nó dí vào hai cái vấn đề này, ví dụ như là VOA của ấy á, tức là nó có 6,9 hộ dân cư á, là sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Thì cái này nó nằm ở đâu anh Bằng nhá, nó nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long á, ở miền núi phải là vâng, ở miền núi không ở mình đi miền núi đâu á, là họ làm nhà rất là đơn sơ đúng không, họ làm rất là đơn sơ. Vừa rồi em đi vào trong đấy em thấy là mấy tỉnh thấy cũng rất là đơn sơ, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì mình thấy là như này này, cái việc đơn sơ hay không hay sơ là mình hiện nay là cái tỷ lệ người mà không vô gia cư của Việt Nam là rất là thấp. Tôi nói như này nha, cái số mới nhất đây này là hiện nay Mỹ là có 554.000 hộ vô gia cư trên toàn quốc theo đúng nghĩa đen luôn, 554 người không có tức là hơn nửa triệu người đấy là trên toàn nước Mỹ á, mà trong đó tập trung nhiều nhất á là vùng vịnh San Francisco này của California này gồm 9 quận, và ở phía bắc Santa Clara phía nam đó, và cái khu vực là Los Angeles và thành phố New York. Thành phố New York thì các bạn biết rồi, nếu bạn nào mà đã sang bên đấy thì sẽ thấy là ở cái chỗ cái cầu ấy là dân vô gia cư quá trời luôn. Hoặc là ở Mỹ á, là ví dụ có một số những cái thành phố như là Seattle này, chỗ Tron á, Tron Đặc Đai á, tức là nó rất là cái chênh lệch. Một khu vực cái bên đồi á, bên đồi phía bắc phía nam thành phố á, là có các kỹ sư của cái thung lũng Silicon á, thì là ở cái khu nhà rất là đẹp. Nhưng mà ngược lại á là cái ấy. Thứ hai á, mình không cần so sánh đâu, mình nói GDP của Philippines này. Philippines là GDP là cao hơn mình đúng không? Đứng trên mình đúng không? Nhưng mà Philippines á, hiện nay á, để tôi nói cho các bạn xem này, là có khoảng 22,8 triệu dân cư sống trong các khu ổ chuột. Đây là số của Liên Hợp Quốc đưa ra này, không phải là số của mình đưa ra. Đấy. Và có 1,2 triệu trẻ em là sống dựa và ăn xin trên đường phố. Cái này ở Việt Nam mình là hiện nay là không có, đúng không? Và 70.000 dân số đó là tập trung của Manila. Thì anh nào sang Philippines là sẽ thấy rất là rõ cái chuyện này. Đấy. Thế còn trong 10 cái thành phố á, trong 10 thành phố á, thì Việt Nam mình may quá là không có cái tên nằm trong số những cái thành phố mà có những người vô gia cư. Thì người ta thống kê hiện nay đây này, là gồm có thành phố New York này, Los Angeles này, Moscow của Moscow này, đúng rồi, của Nga này, tức là thành phố Moscow của Nga đó. Đó, thành phố Mexico này, Jakarta Indonesia này, Mumbai của Ấn Độ này. À, Buenos Aires của Argentina nè, Budapest của Hungary nè, Sao Paulo của Brazil. Của Brazil đó. Đó, tức là có khoảng 10.000 người á là ngay tại cái trung tâm đấy á, là họ ngủ trên những cái vỉa hè và trong những cái ngôi nhà ngủ hoang. Đó, tức là nói tóm lại là ý mình nói sao cái tổng điều tra dân số của mình á, thứ hai là dân số trẻ của Việt Nam mình á hiện nay là cũng có một tỷ lệ cũng rất là đáng mừng á, là nó cũng tương đối cao đấy, tức là trong 96,2 triệu á. Thì em thấy là cái việc mà cái tổng điều tra dân số như này á là của Việt Nam mình làm cái tương đối tốt, tại vì cách đây khoảng nửa năm á thì một số cái định chế của nước ngoài nó cũng dự đoán Việt Nam mình là khoảng 97 triệu. Tại vì sao người ta phải dự đoán dân số?
họ dự đoán dân số để mà người ta mới đầu tư vào Việt Nam mình, đúng không? Và họ bán những cái hàng gì, nó nôm na là như thế, họ đầu tư cái gì, họ bán cái hàng gì, ví dụ như thế. Và họ cái lực lượng lao động cung cấp của họ như thế nào thì đương nhiên là họ phải tính cái đó. Thì chứng tỏ là họ tính cái số lượng đây là cũng tương đối tốt. Còn về cái chỗ mà cái đường cao tốc cơ mà, thì em thấy là như này này, cái chỗ mà em đã đi cái tàu Shinkansen ở Nhật á, thì như hồi đó là em nhớ là đi ở thành phố Yokohama, không nhớ lắm vì mình đi cách đây 2-3 năm thì mình không nhớ, thì khoảng là 100 km thì 13 phút, 100 km 13 phút là tính ra là khoảng bao nhiêu, trên 300 cây số giờ, 500 anh, khoảng gần 500 cây số một giờ đấy. Nhưng mà thực ra mà nói á, là cái về mặt đường sắt á, thì hầu như cái em nghe một người Nhật người ta nói là riêng cái Shinkansen này thì là hình như chính phủ người ta cũng vẫn phải là bù lỗ ấy. Đó, mình nghe nói là như vậy. Và cái nước Nhật á, là một cái nước á, là mặc dù nó có động đất liên tục, mà khi nó động đất là cái tàu cao tốc này nó rất là nguy hiểm nhé, vì nó có thể đâm vào nhau á, đâm vào nhau là kinh khủng lắm chứ không phải là không. Thì hiện nay á, là về đường sắt á, về cao tốc á, thì Trung Quốc á, là đang hiện nay là Nhật là đứng số 1, nhưng mà Trung Quốc hiện nay á, là đang cạnh tranh với Nhật để lên cái hàng ngũ số 1. Thì Trung Quốc hiện nay là đang nghiên cứu cái tàu cao tốc á, là lên khoảng 600 cây số một giờ. Thì sáng nay á, là em có xem trong cái tạp chí của kinh tế của mình á, thì họ có phân tích là thế giới người ta nhận xét là Trung Quốc làm đường sắt cao tốc thì hiệu quả nhất thế giới, hiệu quả hơn cả Nhật. Đó, thì đấy là cái ý kiến của người ta như thế, chứ còn mình thì cũng chưa có cái điều kiện để mà xem xét hết. Nhưng mà cái hệ thống giao thông á, của Trung Quốc á, là hiện nay á, hệ thống giao thông về đường cầu đường á, của Trung Quốc á, thì hiện nay á, là cái mức độ hiện đại của họ á, là họ đã có những đánh giá là đang trên đà là sẽ vượt nước Mỹ. Đó, đang trên đà vượt nước Mỹ, vì Trung Quốc đã xây, hiện nay là chuẩn bị đang làm một cái đường hầm mà vượt biển nữa đấy. Đường hầm mà vượt biển để nối hai cái đảo nữa. Đó, mà em cũng không nhớ là cái gì cả. Thứ hai là làm những cái cầu mà dài nhất thế giới, ví dụ như thế. Còn cái chuyện á, mà nhà nước á, mà nghiên cứu cái đường sắt này á, thì cũng có rất là nhiều chuyên gia, chắc là cũng chưa đi đến cá ngũ đâu. Cái này là họ cũng phải phân tích nhiều lắm. Phải nhờ quốc tế, người ta phải xem xét, người ta tư vấn cho mình, nhất là hai cái nước mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc, đó là Nhật Bản, rồi là Trung Quốc và Đức. Đó. Nhưng mà cái quan điểm á, để em nói thêm này, quan điểm của chính phủ á, là không dựa vào hoàn toàn vào tất cả nước ngoài để mà mình bị chi phối, bị người ta chi phối mình. Đấy, ý là như vậy. Đấy, tức là trong cái một số các chuyên gia và chính phủ mình á, là muốn á, là xây dựng một cái đường sắt cao tốc, nhưng mà nó đảm bảo về cái việc sử dụng cho quốc gia, nhưng mà đồng thời á, là nó cũng không lệ thuộc vào quá vào một cái quốc gia nào khác để mà họ có thể họ chi phối lại mình. Đó, nhưng mà hiện nay á, thì theo em được biết á, thì là có là cái đường sắt cao tốc là Đức, Nhật và Trung Quốc, là ba cái nước mà họ đã sử dụng lâu rồi, giống như hồi nãy anh Phú Yên anh có nói đấy. Đấy, thì bây giờ nhưng mà cái vấn đề này á, thì là nó cũng chắc là nó cũng còn phải bàn thảo rất nhiều, và cũng sẽ có các cái tổ tư vấn của chính phủ, của các chuyên gia chính phủ cũng như là của chuyên gia quốc tế, người ta vào để mà người ta giúp đỡ hỗ trợ cho chính phủ mình làm, chứ còn không đơn giản là làm đâu, vì cái địa hình của Việt Nam nó rất là hiểm trở. Đấy. Còn cái đường bộ cao tốc ấy, thì đương nhiên là sẽ làm mà nó sẽ triển khai nhanh hơn, tại vì Việt Nam mình hầu như là nắm được những cái công nghệ, vì vừa rồi á, thì là cũng có nghe cái thông tin á, là hai cái khả năng là hai cái anh Vingroup và cái anh Sun Group là anh sẽ có khả năng thắng thầu ở cái đoạn cao tốc Bắc Nam. Tại vì cái anh Sun Group á, là vừa rồi anh có làm một số cái đường cao tốc là cái Vân Đồn phải không? Vân Đồn Quảng Ninh phải không? Và hiện nay đang tiếp tục là anh mới trúng thầu được cái đoạn là từ Quảng Ninh đi Móng Cái đấy. Đấy, anh nối vào đấy đấy. Và cái một số, và Vingroup á, là đang kêu gọi là các cái nhà thầu trong nước, ví dụ như Finco 5 này, rồi một cái số những cái mà tổng ty Trường Sơn này của Bộ Quốc phòng này, hoặc là một số những cái anh mà to to đấy, là cùng nhau hợp tác vào để mà đấu thầu để cho chúng. Tại vì cái này anh chị biết không, cái chuyện mà mình bây giờ mình mở cửa rồi, mình tham gia ACTA nhiều rồi,
anh không thể bế quan tỏ cảm được, đúng không? Bây giờ anh làm đường cao tốc, anh làm bất kỳ cứ một cái gì là người ta có quyền người ta đưa hồ sơ vào thôi, đúng không? Bây giờ một đó là anh phải dùng cái hàng rào kỹ thuật để anh cản người ta lại, đúng không? Đó, chứ còn anh không thể nào mà anh cản người ta được. Đấy. Bây giờ các nhà thầu trong nước thì là chính như như là đợt trước á là nói là có cái bà Phạm Chi Lan bà có tham gia với chính phủ thì ông Nguyễn Xuân Phúc là ông cũng đã đồng ý cái ý đó. Bộ miền Đông đồng ý cái chi đó là có cho các cái nhà thầu trong nước đó, là liên danh liên kết với nhau. Thì vừa rồi cũng nghe một cái thông tin á là Vingroup á là đang kêu gọi những cái anh to á, anh mà đã từng làm những cái đường bộ đó, đường cao tốc mà đã thi công cùng với các cái nhà thầu nước ngoài hoặc là đã có kinh nghiệm làm đấy, thì người ta sẽ liên danh liên kết với nhau để mà thắng thầu đấy. Thì nó là như vậy, chứ không phải là bây giờ mình một người một chợ là không có được, cái đó là mình vi phạm những cái hiệp định, một cái hiệp định đối với nước ngoài. Không phải là bây giờ đóng cửa rồi giao cho Việt Nam được, giống như cái thằng Bắc Le nó bảo là giao cho Việt Nam được, nếu mà nói như thế thì quá không thể được. Anh đã ký nước ngoài vâng hiệp định nước ngoài đóng đóng cửa Việt Nam thì Việt Nam toi, chứ còn Việt Nam mà đóng cửa nước ngoài thì không phải đâu ấy. Cho nên mình bây giờ mình tham gia cái tức là WTO rồi thì mình không thể đóng cửa được. Ký 12 cái rồi, ký tất cả 12 cái FTA rồi, trong đó có cả CPTPP đó, và cả EU nữa là 12 cái là coi như là đã ký rồi. Đó 10 cái là đang thực hành, một cái thì bắt đầu đi vào hiệu lực, và cái của là APTA mà của EU á là mình cũng đang ai đấy. Anh theo. Đấy cho nên là mình nhiều người á là mấy thằng Bắc Que nó bảo là tại sao nó cho mấy thằng nước ngoài nó vào, không cho sao được. Ông ký ta tùng lung các cái hiệp định anh công nhận là thị trường mở nhất thế giới, đúng không? Mà anh lại đem anh đóng cửa vào một mình một chợ là đâu có được. Bây giờ anh đấu thầu. Tôi đấu thầu nhưng mà có thể là tôi sử dụng những cái hàng rào kỹ thuật. Đấy, hoặc mình cho phép giống như là vừa rồi đó, các cái công ty trong nước á, bây giờ anh không đủ năng lực, tại vì khi đâu anh đấu thầu quốc tế là anh phải theo tiêu chuẩn quốc tế anh nghe. Đúng rồi. Chứ mà là theo tiêu chuẩn ấy đâu. Đấy, thì bây giờ anh theo anh đã ấy thì bây giờ là muốn thắng được thầu thì bây giờ là các doanh nghiệp của mình là phải doanh với nhau. Phải đoàn kết lại, phải mạnh lên, chứ không thể nào mà anh cấm đoán được, anh không cho thằng A cũng cho thằng B được, không có cái chuyện đó được. Đấy. Ví dụ như em nói mà tôi nói mọi người là cái sân bay Long Thành đấy, có phải là cái thiết kế mà của cái sân bay Long Thành là cũng đưa ra đấu thầu xong chọn 3 phương án rồi cuối cùng mình lấy cái phương án mình đạt, ví dụ mình trao giải, ví dụ như giải nhất, giải nhì, giải ba, rồi cuối cùng trong ba cái giải đấy chứ hẳn là anh giải nhất anh đã được, nhưng mà cuối cùng giải ba là của anh Hàn Quốc, đúng không ạ? Là cái hình hoa sen đấy đấy, mà có một cái phương án đấy, ví dụ như anh tôi trao giải nhưng có thể là anh đạt về mặt kiến trúc nhưng mà về mặt kết cấu rồi về mặt kinh tế nữa rồi tất cả các giải có thể là như vậy, đúng không? Nhưng mà tôi chọn mà cuối cùng là cái giải mà của cái anh Hàn Quốc là cái hình cái bông hoa sen đấy của cái sân bay Long Thành ấy, là nó đạt yêu cầu đấy, chứ không phải là mình thích mình làm đâu đấy. Rồi thế thôi, còn em nói sơ sơ vậy mấy vấn đề đó thôi. Rồi để cho mọi người biết là qua cái cuộc điều tra xấu là mình rất là mừng, tức là nói lại chốt lại vấn đề là cái mất cân bằng của giới tính Việt Nam là nó cũng vẫn chưa xảy ra. Cái trường hợp sợ nhất là cái vấn đề mà thiếu thiếu nữ anh kìa, thiếu phụ nữ đấy. Thứ hai là cái thời gian này mình đang ở dân số vàng. Cái chỉ thức thứ ba là Việt Nam vẫn chưa bị mất cái dân số vàng, tức là cái tỷ lệ người trẻ nó chiếm cái số lượng rất là cao đấy. Và thứ hai là cái tri thức của Việt Nam nó tức là cái tỷ lệ người biết chữ ấy, người đi học á là của Việt Nam mình cũng tương đối cao. Đây là mình không có phân tích về cái chuyện là có bao nhiêu anh học đại học này nó kia, là cái đấy mình bỏ qua, mình đang nói cái tỷ lệ cái người biết chữ á, người biết chữ để mà gì, anh không biết chữ làm sao tôi tuyên truyền đúng không? Anh không biết chữ làm sao anh đọc được cái độ, đúng không? Anh không đọc được cái độ sao mà anh ấy được. Đấy, thứ ba là cái tỷ lệ người có nhà ở Việt Nam như vậy là tương đối là thấp so với các nước khác. Tôi nói với anh chị đây này, trong tay tôi đang nắm tài liệu này, kể cả Phần Lan, Scotland, những nước mà rất là giàu có, Phần Lan là những nước là đấy, mà hiện nay là Phần Lan là cũng có là cả hàng chục ngàn người vô gia cư nha. Đó, sống nhờ vào những cái nhà của nhà nước. Đó, và chính phủ Phần Lan hiện nay là cũng đang là bỏ ra rất là nhiều tiền, hàng năm bỏ ra là cả hàng chục triệu euro để mà làm những cái ngôi nhà để mà nhất là những cái người mà lớn tuổi
đấy, không đơn nương tựa đấy, chứ không phải ấy đâu. Và trong cái danh sách này ấy, thì là cuối cùng là Hoa Kỳ là cái nước mà có dân vô gia cư nhiều nhất. Đây, cái này là cái này nó thống kê của Liên Quốc chứ không là mình tự 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 thống kê đó. Thứ hai là cho nên là mình mới nói là cái GDP đầu người ấy, đôi khi nó mang tính chất tương đối nhá. Đó, mình nói như phía Philippines đấy, đó, nhắc lại một lần nữa đó, nó tới 1, tức là có tới là 22,8 triệu dân cư sống trong cái khu ổ chuột này. Cái này là, đấy, cái này là Liên Quốc công bố đấy, đây là những cái điều mà tôi đang cầm tay, đây là cái của Liên Quốc công bố. Đấy, chứ không phải là mình tự mình bịa ra mình nói. Đó, mà mình sang Philippines là các bạn sang sang Mela là bạn sẽ thấy cái chuyện mà nhìn ở bên cạnh khách sạn 5 sao, nhìn xuống cái khu ổ chuột là rất là nhiều. Việt Nam mình là hiện nay là không nhìn thấy cái cảnh như thế, đúng không? Không thể có cái đoạn như thế được. Thôi được rồi, em xuống thôi. Vâng, bây giờ ví dụ như các bạn ở ở thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thử đi đường phố 1-2 giờ đêm xem nào có những người ngủ ở vỉa hè không? Hầu như không không có. Có, em họ vâng. Tốt hết đây. Vâng, vâng, dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng. Rồi, mời anh Phú. Minh Trần ở đây nhé, phải chốc nữa chú mời lên. Không sao rồi anh Phú, em mời lại nhé. Đang thêm anh Phú ấy. Rồi anh Phú. À đến giờ mở cửa. Được rồi anh cũng mở cửa đi. Rồi Minh Trần gửi yêu cầu đi cháu. Cháu gửi yêu cầu đi. Hiện nay cháu không có camera. Rồi xin chào Quân Cúc. Bây giờ thực tế là cái lương cơ bản của PP thì mình chưa 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 đọc, mình phải đọc cơ. À bỏ cháu đang ấy à. Thế nào cháu hỏi về về vấn đề du học như thế nào? Gửi yêu cầu đi, gửi yêu cầu ở cái nút xanh ấy cũng được mà, dùng máy tính được mà. Nói chung bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là giao thông là phải đón đầu, phải đi trước, đúng không? Nhiều bạn đấy, vừa nãy một số bạn bạn bảo là ví dụ mình đi đường một từ Phan Thiết mà ra cái khu vực miền Trung rất là vắng, mình cũng đã đi rồi, rất là vắng, kể cả ví dụ ban đêm mình đi chẳng hạn hầu như không có xe nào đi. Nhưng mà về vấn đề ví dụ mà sau này ở Phan Thiết có sân bay và cái du lịch và tất cả các thứ ở Phan Thiết rất phát triển, ở cái vùng Nha Trang phát triển rồi mà ở cái vùng Tuy Hòa rất phát triển, thì nói chung là cái sự giao thông ấy, đấy thì đường bộ nó đóng một vai trò rất quan trọng. Đấy các bạn thấy không, bây giờ ví dụ tôi nói ví dụ cái đoạn mà đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh và đi Long Thành, hiện nay tôi thấy là đã thấy những ngày thường tôi chưa nói thứ bảy chủ nhật đâu thì đã thấy kẹt kẹt rồi. Chứ còn nếu mà ví dụ mình mà không tính toán thì nói chung là sau này ví dụ kinh tế phát triển một cái đấy thì là nó như là kẹt xe ở Bangkok Thái Lan thì mệt lắm đấy, cho nên là cái giao thông nó phải 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 đi trước. À tức là em cháu đang học năm cuối khoa kiến trúc Đại học Xây dựng Hà Nội, nhà cháu đang xem cháu khi tốt nghiệp cho nó đi Mỹ hoặc Canada học tiếp. Rất tốt, nếu mà có điều kiện thì ví dụ cho em cháu nó đi học thêm thạc sĩ ấy, ở bên Canada cũng được, ở bên Mỹ cũng được. Thì nói chung ở những cái nơi đó mình ví dụ mình tiếp thu một cái, thứ nhất là cái nền văn hóa. Đấy, cái thứ hai là nói chung là nó thế chứ ở những cái ở những cái ngành kiến trúc chẳng hạn theo chú là ở bên Canada và ở bên Mỹ thì nó đào tạo thì tốt hơn, mà học mình học lên trên ấy, học thạc sĩ. Ví dụ như chú cũng thấy có nhiều trường hợp mà
con của bạn bè chú ấy, ví dụ nó học trường những trường đại học luật ở Việt Nam, sau đó nó sang Anh nó học tiếp lên thạc sĩ lên cao học tốt, học 2 năm nữa mà đi Mỹ được, đi Canada này. Nói chung về giá cả, về cái giá tiền ấy, ở hai bên thì nó cũng như nhau thôi, cứ chuẩn bị cho nó cái chừng cỡ khoảng 1,5 tỷ được, 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Rồi anh Lợi Binh còn đây không, có bạn nào muốn xin lên không? Hôm nay thì mình nói về, vấn đề đường đấy, thì cái đề tài tôi đưa ra vừa nãy là cái đường sắt cao tốc hoặc đường bộ cao tốc chẳng hạn đấy. Đường sắt cao tốc thì là nó có hai cái ý kiến khác nhau. Thứ nhất là mình là làm về mình làm cái đường sắt cao tốc với tốc độ là 300, không nó đi đi luôn không về. Bây giờ ví dụ bọn tuổi tuổi trẻ cháu ạ, không không có vấn đề gì cả, nói chung là bây giờ thế giới phẳng rồi, bây giờ nó đi luôn rồi, nó bây giờ nói chung là mình gặp gỡ hàng ngày mà đâu có vấn đề gì đâu. Bây giờ ví dụ nó thích nghi ở đâu thì nó ở đấy, ví dụ như trường hợp chú nói, trường hợp ví dụ như con chú chẳng hạn, ví dụ khi sau khi nó học ở bên châu Âu, sau đó nó sang Mỹ làm, sau đó nó quyết định nó ở lại chẳng hạn, thì chú ý chú chẳng hạn là những người ví dụ có tuổi thì là chú cũng không muốn nó ở đây, chẳng rất vất vả về nhà nhá. Ví dụ về thành phố Hồ Chí Minh ít nhất là ví dụ nó làm lương tháng cỡ khoảng 30 đến 35 triệu rồi chúng ở trường nhân, mai kia là ví dụ là hai vợ chồng chẳng hạn thì làm cỡ khoảng tổng cộng hai vợ chồng khoảng 40 45 triệu đúng không, nhà cửa thì chú có sẵn rồi. Rồi Chào anh Bằng xin nhé, chào chương trình. chào Xin anh chào chị chương trình. em. Và chắc anh phản ứng về cái chia sẻ về cái tình hình giao thông, cái công trình giao thông cao tốc ấy à? Đang có ý Đúng kiến rồi. là đang có ý kiến là tàu mới ta mới này thì ra làm sao à? Rồi. Thế Thì thì bây vâng xin bây giờ này ở mình là người dân, vâng. mình có cái sự chia sẻ thôi, đúng không? Vâng, thì đúng là cũng cứ ồn ào quá, nó cứ lợi dụng những cái chính sách. Thật sự là cái mạng xã hội bây giờ thật sự nó không bình thường, mà nó lạm Trời dụng ơi, cái mạng xã hội này xin nó. lỗi, vừa nãy tôi nói định nói xin lỗi chương dân nữa. Vừa nãy tôi định nói rồi, bây giờ những thông tin nào ở đây đường bộ hay đường sắt? Bây giờ ở đây là Việt Nam làm 58 tỷ là làm đường sắt cao tốc, dự toán của cái công ty chất thi của Nhật nhá. Đấy, người ta dự toán, còn sau này xem mình có làm 300, đấy là đường sắt cao tốc là Vâng 58 tỷ US, đấy là Nhật chứ không phải Việt Nam dự vâng. toán nhá. Đấy không, Vâng nó vâng, nói cho thằng Trần em Thêm đây. á. Rồi, không không mình Vâng nói vâng, cho thằng Trần em Thêm nó đang đây. vâng. Em thấy nó cứ ầm ĩ ra từ cái những các cái chương trình, ví dụ chẳng hạn như là chương trình đặc khu. Thế thì loanh quanh âm mưu, vớ vẩn thuyết âm mưu của anh Singapore và anh Trung Quốc nó phá. Đấy. Thế thì đến bây giờ thì lại đến cái đường cao tốc. Rồi thì đường ấy thì nó cứ ý kiến trong, ý kiến ngoài, ý kiến thật, ý kiến giả. Nó cứ thật sự nó là lẫn lộn. Anh Bằng ạ, à, nó cứ chúng ta cứ coi thường cái mạng xã hội. Đâm ra để chúng nó lấn lướt. Nó lấn lướt, nó đẩy lùi cả những các cái chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Đấy, mà chính trong cái quan điểm của Đảng cũng lại cứ để cho những các cái cán bộ mà đôi khi phát ngôn ra nó lại cứ cứ để làm dân người ta hiểu lầm. Ví dụ chẳng hạn có những ông chủ nhiệm văn phòng quốc hội mà lại dám nói là bảo như thế Trung Quốc làm đường cao tốc tốt nhất đấy, hoặc cái tất cả mọi thứ gì đấy cứ chĩa vào mũi vào dùi vào Trung Quốc đấy. Thế thì tại sao lại không có những các cái nghiên cứu chính thức để phát ngôn? Những người cán bộ đã cao cấp rồi thì khi phát ngôn ta phải để ý đấy, khi chính thức phải có tranh luận, phải có ủy ban giám sát, ủy ban tài chính, ủy ban kia thiết kế hay ủy ban kế hoạch nhà nước, người ta phải có cái kế hoạch định danh ra rồi bây giờ là cán bộ cao cấp mới bắt đầu phải phát ngôn.
chỉ để những người cán bộ cao cấp mà chân cán bộ cao cấp mà cứ phát ngôn ra để dân người ta nghi ngờ. Đấy, để cái dư luận nó không tốt. Đấy, nó như thế, thực tiễn nó là như thế anh bạn. Đấy là cái xây dựng. Thế còn bây giờ trong cái chủ trương thì từ trước đến giờ chúng ta từ trên xuống dưới thống nhất quan điểm một lòng đảng chỉ đạo. Thế nhưng mà bây giờ phương án, một phương án của Bộ Kế hoạch Đầu tư ra thì nó lại rẻ, phương án của Bộ Giao thông thì lại đắt. Đấy, nó như thế. Không phải, thì... bây giờ mình mới giải thích cho các bạn này, các bạn không hiểu. Là nếu mà là, bây giờ nhá, đấy là do dự toán của Bộ Giao thông. Nếu mà làm, hiện nay Bộ Giao thông chọn là làm cái đường sắt đấy, tức là với tốc độ tàu chạy tàu là 350 km/h thì hết được khoảng 58 tỷ đô la. Mà Bộ Kế hoạch Đầu tư người ta đưa ra tốc độ chạy tàu là chỉ có 200 km/h thôi, thì là 26 tỷ đô la. Mình tách bạch thế, thế mình hiện nay mình chưa nói là nơi nào đắt, bên thằng Bộ Giao thông Vận tải đắt hay là bên Bộ Kế hoạch Đầu tư rẻ, mà đấy là hai cái tốc độ chạy tàu khác nhau. Sau đó người ta mới phân tích là hiện nay là mình lên làm là 200 km/h hay là 350 km/h. Cho nên cái bọn này ấy, bọn bà quê ấy, nó không biết nó mới chọc vào. Vâng, đấy, thế thì khi phát ngôn ra, hai bộ phát ngôn ra chưa họp chính thức, chưa thống nhất phương án như thế nào, một anh nói thế nọ, một anh thế nói thế kia, thế là nó có khe để nó chọc vào. Đấy, không thì... cái này là người ta phát ngôn nó hoàn toàn đúng. Cái giá cả của thằng 350 km/h nó khác với giá cả của thằng 200 km/h. Nó đúng. Vâng, hiện hôm nay hôm nay em nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Đấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đang phản biện về cái trường hợp đấy. Đấy, thế thì đúng, bây giờ cho nên mình là... mình người dân mình nói. Vâng vâng, đấy là đang nói là thí dụ chẳng hạn như thế, chưa thống nhất đáng số ra để hai bộ ngồi với nhau để thống nhất như thế nào, bây giờ ta đúng đưa rồi, ra chó. Phát ngôn. Đấy, thế thì nó mới không có cái khe để nó chống đối hay là để nó xuyên tạc. Đâm ra cứ để chúng mẹ, nó cái thằng, lấy cái... Cho nên cái thằng Trần Thêm mày, tao nói mà từ vừa rồi là ngu thật. Anh ở đây là nói về đường... Không phải, nói về đường sắt. Đường sắt. Ừ. Đường sắt thì bây giờ mới, mình chưa tính, đây mới gọi là dự toán thôi, có hai bộ người ta đưa ra. Tốc độ này thì giá bằng này, tốc độ này thì giá bằng này. Bây giờ mình lên làm cái tốc độ 200 hay làm tốc độ 350. Cái vấn đề như thế, hiện nay đang bàn cãi bố à. Bố chả biết gì cả. Đó là, bắt đầu đó là đang dự kiến bố... những cái đang dự kiến những cái phương án. Thế nhưng mà khi đúng ta rồi. Chưa thống nhất về cái mặt chủ trương thì ta đừng đưa ra, thì nó đỡ có cái kẻ nó cứ không, nó cứ đoán là trật đoạn. Bây giờ nói chung là tôi nói với bạn nhé, hiện nay là xã hội nó Việt Nam dân chủ rồi, mình cứ đưa đến để cho các chuyên gia kinh tế đưa ra. Chuyên gia kinh tế người ta đóng góp ý kiến, sau đó ví dụ người đứng đầu chính phủ mình mới đưa ra một cái quyết định thống nhất thế thôi. Thế thì từ đấy đi nó mới dẫn đến cái những các cái chỗ mà nó chọc khe đấy, mấy cái đám không kệ cha nó, cái chuyện mà nhà nước người ta làm thì kệ, nhà nước người ta, em người mà bảo ta làm, rồi người ta không để ý chuyện. Vâng, dân chủ mà. Thế thì mình không giấu giếm cái gì. Vâng. Mình, những vấn đề mình, đấy nó chẳng có gì bí mật mình quốc gia. Mở, mình đúng đấu thầu quốc tế chứ đâu có phải làm kín làm hở gì đâu. Đúng đấy rồi. Nó là như thế, cho nên là nhưng mà nó đôi khi nó cứ để những các cái mà nó đúng ra những cái ý kiến của chúng nó thì thực tiết ra nó cũng chả giải quyết được cái gì đâu. Hai là cũng rồi một ngày đây là anh chẳng cần diệt chúng nó cũng chết, nó cũng bỏ hết, chả người ta tin. Vì chúng nó nói toàn nói xàm mà. Thế còn khi chúng ta đã đủ sức mạnh, đã đủ mọi thứ rồi thì lúc bây giờ nó tất cả mọi thứ nó đâu ở đấy. Thế thôi. Thế còn tôi bây nói giờ với thì... Trương Nhâm với tất cả bạn này, bạn đã nói thế bây giờ tôi nói bạn này. Năm 2017 tôi chỉ nghĩ là cái này 2 năm, bạn thấy cái bọn dân chủ trong nước nó hoạt động mạnh không? Đúng không? Đấy. Nó làm hoạt động rất là mạnh. Nhưng đến bây giờ bạn thấy không? Cái với bọn nó teo gần hết. Vâng. Giờ có xui họ ra họ, xui họ nói họ cũng chả nói nổi nữa. Đấy, nó như thế cho nên là thôi, cứ khi nào đến lúc ta mạnh rồi, ta đâu vào đấy rồi thì sẽ không còn chỗ để nói. Thế ta cứ minh bạch, ta cứ thẳng thắn, ta cứ làm theo đúng chủ trương đường lối. Thế còn bây giờ thì đúng là cái trong cái đám
mà của cái thằng mấy cái thằng nhố nhăng ấy, nó cứ chửi bậy chửi bạ. Đúng rồi, em thấy Thanh Cô Ngô nói đúng. Tại sao những con người nó sống ở những nước văn minh như thế mà sao nó lại chả có tí văn minh nào, khổ thế tôi nói, nhỉ. tôi nói với bạn này, nó sống ở đất nước văn minh nhưng mà cố tình, đúng bạn hiểu không, đúng nó rồi cố tình đấy, nó cố tình không hiểu thôi. Đúng rồi. Chứ còn thực chất ra bây giờ cứ nói vào thế chứ nó đủ thứ những cái mà thực chất ra nó chả hiểu cái gì, mà nó đúng ra cái bọn này là nó toàn ăn cơm của con tàu. Em nói thật anh đấy, chính cái anh Trung Quốc anh ấy cứ vớ va vớ vẩn đưa mấy cái thằng vớ va vớ vẩn nó chống phá mình thôi, nên mình chả coi gì cả. Nói chung là vâng. theo theo tôi nghĩ là bạn Trương Dâm, vâng. ví dụ mình là nhân dân mình cũng đừng có một vâng. cái suy nghĩ gì cả, đừng nghĩ là à bọn nó ăn cơm của tàu hoặc cái này khác. Hiện nay Việt Nam quan hệ với tất cả các nước, kể cả đối với tàu, vâng. kể cả với Mỹ, không kể cả không anh kia. Bằng ạ. Anh Bằng ơi, em chỉ nói như này này, thực chất ra mình cũng phải vạch mặt ra để họ biết được mình biết họ đấy. Vì trong những các cái bài vở em hoàn toàn em ngồi em ấy đấy, là nên mạng với anh chia sẻ thôi chứ em thường xuyên em nghiên cứu hết. Đây Rồi. là cái phương án của cái anh này, anh ấy thường xuyên anh ấy chọc phá mình thế thật anh ấy. Thế còn đúng về mà mặt ngoại giao hay gì đấy, thế còn em nói thật của anh thông cảm như này, nếu như tất cả những cái mà những cái kẻ mà đang tìm cách để phá hoại cái đường lối của Việt Nam và Trung Quốc ấy, không làm được Trung Quốc và Việt Nam đoàn kết ấy, là những kẻ ấy sẽ có tội với nhân dân. Nói thật với anh Bằng ấy, cả từ hai phía chứ không phải bảo một ấy cả. Vì núi liền núi, sông liền sông, cùng một chế độ. Đúng rồi. Nếu Việt Nam người ta bảo răng hở thì môi lạnh thì răng hở, thế thôi. Chứ còn thì thực chất ra nó chỉ là một cái thời nào đấy, hay là một cái mưu kế mà nó thật sự là nó cũng còn, dạ, em chẳng nó đúng ra là nó cũng chỉ là để cái kiếm cái quyền lợi, cái quyền, cái lợi ích của bản thân thôi. Chứ còn nếu về đại cục thì đều những cái tư tưởng như thế đều là phá sản hết. Em nghĩ đều phá tôi sản. Tôi nói với bạn Trương Dân này, vì lợi ích quốc gia, vì cuộc vâng. sống của nhân dân, vì sự hòa bình của những người Việt Nam, đất nước mình đã vâng. trải qua bao nhiêu cuộc trải chiến tranh qua... rồi, đổ máu rồi. Bây giờ nhân dân cần hòa bình ổn định để cần mà hòa phát bình, triển kinh cần tế. ổn định. Thì đấy. Đối với Trung Quốc thì mình vừa hợp tác vừa đấu tranh. Vừa đấu tranh. Đúng không? Đấy, đấy. Cái phương án là đúng. Nhưng còn bây giờ nếu mà cứ còn những cái anh mà cứ cố tình lấn lướt để kiếm trác, ví dụ chẳng hạn những các cái dự án mà bắt tay nhau để mà hại đất nước rồi nó sẽ đâu ở đấy là, nó sẽ... tôi nói thật thêm đấy, hiện nay tất cả các nước ở trên thế giới đều là bạn của những người Việt Nam. Trung Quốc không phải là giặc, Mỹ không phải là không giặc phải là... Nhật Bản, Pháp không phải là giặc, Việt Nam là đúng bạn không? Của tất cả thế giới. Không, tôi nói với bạn, tôi nói thật thêm này, không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi. Hãy nhớ mà đấy, chỉ còn mà câu chỉ đó. Còn mấy thằng chỉ còn mấy thằng tiêu cực buôn hạn bán thù thôi, là thù thôi, chứ còn chẳng còn ai là thù với dân tộc Việt Nam cả. Mà chính là người Việt Nam mất gốc chứ không phải ai cả, dân tộc Việt Nam chả còn ai thù cả. Cho nên là tôi nói với Trương Dương và tất cả các bạn là bây giờ cái bọn chống cộng cực đoan, bọn ba que sỏ lá, nó cứ muốn là mình coi như là phò Mỹ bài xung. Cho nên chúng mình là những người dân trong trong nước, mình phải tỉnh táo trong vấn đề đó. Tỉnh táo. Nên là khi mà ví dụ như đất nước mình đang hòa bình, bất cứ kỳ một kẻ nào xâm lược, xâm lăng đất nước Việt Nam, đúng không? Thì chúng mình không chịu làm nô lệ. Vâng. Thế bây giờ cứ hỏi ngay cái bọn ấy nó như thế này. Nó cứ bảo nó yêu nước. Thế năm 79 chúng nó chạy đâu hết? Thế bảo Việt Nam sợ Trung Quốc. Năm 79 Trung Quốc thắng Việt Nam à? Chúng mà nó ngu, chúng nó cứ chả biết hiểu cái gì. Cứ phá hoại cái sự đoàn kết dân tộc. Người ta gắn kết không được. Mà mình thì lại ấy. Có các vị có mà mấy cái thằng ở đúng đấy không đúng. Việt Nam coi như là không theo Mỹ, không theo Trung Quốc. Tất cả các nước đều là bạn vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Chứ bây giờ cho thì nên cứ nói chúng bảo nó suốt suốt ngày nhé, tôi nói Trương Dâm với tất cả các bạn,
các bạn cứ xem tất cả cái diễn đàn của bọn chống cộng cực đoan bên 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 hải ngoại, chúng nó lúc nào chúng nó cũng kích động cái lòng hận thù của nhân dân Việt Nam, dân tộc, dân Trung Quốc, dân tộc Việt Nam với dân tộc Trung Quốc, không chả hiểu cái gì cả. Tất cả chuyện gì này? Vâng, tất cả những người dân trên thế giới đều là bạn mình hết. Nước Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình. Mà mấy cái thằng bên đấy cứ bảo Trung Quốc nó bỏ chim ra mà bú cho người Trung Quốc. Người ta đi sang Mỹ, người ta học về, người ta mang cái khoa học kỹ thuật về phục vụ đất nước người ta. Quang Vũ nó đúng. Hiện nay chỉ có bọn Ba Que là mình đã từng nói là bọn Ba Que là kẻ thù của tôi và kẻ thù của nhân dân. Đấy. 96 triệu dân, chỉ có mấy nghìn của thằng Cha Lam Cha Thục. Nó là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Chá còn gom chúng nó thành Ba Que hết. Đúng rồi đấy, nó là cái đám đấy. Chuyện gì nữa mà. Chá hay cho nên mình mới định nghĩa là cái bọn Ba Que là bọn nào, tức bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và bọn dân chủ ở trong nước, ví dụ như cái thằng Cha Hợp, Nam Thục, Lý Cha Phong, các thứ mình coi là những kẻ đó là những kẻ cái bọn dân chủ, những kẻ đó là kẻ thù của những người dân. Mấy thằng Quang Nga, mấy thằng vớ va vớ vẩn đi rồi lanh quanh suốt ngày có cái khuôn mặt nào mới đâu, toàn khuôn mặt cũ. Cái đài BBC suốt ngày như thế nào mời mấy cái thằng mặt cũ lên. Thằng mấy thằng ấy đại diện cho dân tộc Việt Nam, mấy thằng đánh đề, mấy thằng đánh đáo, mấy thằng bố láo đánh bạc. Làm cái gì được mà bảo ông đại diện cho dân tộc Việt Nam mà cứ như thế là. Bây giờ này, tôi nói với tất cả các bạn nhé, bây giờ ví dụ như trong 1.000 năm mà Trung Quốc đô hộ Việt Nam đúng không? Thì khi mà ví dụ là mình đánh đuổi Trung Quốc ra khỏi bờ cõi chẳng hạn, lập tức là mình phải sai sứ sang, đúng không? Đưa sang để... sai sứ sang để mà cầu hòa, tức là mình muốn đất nước Việt Nam hòa bình, không muốn chiến tranh, hòa bình. Để mà sự 4.000 năm phát triển kinh tế, 1.000 năm, 1.000 năm mà Trung Quốc đô hộ, thì các bạn thấy không, mà mình đều đưa không? Sứ sang cầu hòa, đấy, sang cầu 4.000 hòa năm... để mà suốt ngày kích động như thế là sợ Trung Quốc rồi thế nọ thế kia, sợ Trung Quốc vào năm 79 mà lại như thế à? Sợ. Thế bảo thì thôi thì cứ rồi, okay. cứ làm thế nào mong như thế này này, những người Việt Nam xa xứ bây giờ công nghệ hiện đại rồi, nhìn về Tổ quốc một con mắt cho nó thân thiện đấy, cố mà lối lại cái đường đi nối lại để về với Tổ quốc với nhân dân, để cho nó cái xứng đáng là cái con lạc cháu hồng nó đỡ. Đúng rồi, bạn ơi, Dương Phạm bạn nói đúng này. Ví dụ hôm nay có một đám cái bọn mà dân chủ ở chỗ trại 6 Nghệ An, có mẹ con Cấn Thị Thêu này, rồi có Trương Văn Dũng này, rồi là Huỳnh Ngọc Chênh này, Nguyễn Thúy Hai Thu Hạnh này, mang cái mấy cái tờ A4 giơ trước ở cái cổng trại 6 mà ở chỗ Nghệ An ấy, bị dân nó đập cho coi như là chạy chối chết những luôn người, nhưng mà những cuối người cùng nói đã... người dân ấy, chứ còn mẹ nó lại đổ cho coi như là công an nọ kia tất cả thứ, mẹ đúng rồi, chỉ cần người dân những người giờ, những người đại diện cho dân tộc được. Những người bây giờ nói thật đi, ở ra đến đấy độc dân người ta cũng xử cho cũng còn xô hổ còn không nhà mày. Rồi. Rồi, ok, cảm ơn Trương Dương. Cảm ơn đất. Vâng. Cảm ơn Trương Dương. Chào. Vâng, chào anh nhá. Chào mọi người. Một bạn Tránh Huỳnh muốn xin lên. Vâng. Cảm ơn bạn. Vâng. Xin chào. Cho em. Rồi, mời Tránh Huỳnh. Bây giờ người nào mà chống lại đất nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam và cuộc sống yên bình của chúng tôi nghe chưa? Thì chúng tôi coi là giặc. Thấy chưa? Rồi, xin chào Tránh Huỳnh. Ở trong ra. Em có ngày là em chào toàn thể gia đình nha. Em có cái chia sẻ. Rồi, 5 phút. Cái cá nhân thế này nè. Tại vì thật ra Việt Nam mình okay. Có dù có tốt đến bao nhiêu thì cái bọn Ba Que nó đều nói là đều xấu hết, cho nên cái này mình không nên giải thích với nó. Thứ hai nữa, còn mình gọi là vấn đề gọi là mình chơi bên nào á, giống mình giống như một cô gái đẹp vậy đó. Một cô gái đẹp thì sẽ nhiều người cua. Nếu mà một cô gái đẹp nào, nếu mà một có anh nào mà biết là
cô này có chồng hoặc là có gọi là coi sao đó, có người yêu thì chắc chắn là những người kia sẽ xa lánh. Nó là vậy. Rồi. Còn vấn đề mà nói vấn đề là cao tốc. Hồi trước tiên là cái đường sắt cao tốc đi. Em thấy là nên làm đầu tư là đầu tư luôn. Tại vì cái khi kinh doanh anh làm cũng vậy. Khi nếu mà làm cái 200 km/h thì vừa được đường gọi là chở khách, vừa chở được hàng hóa, nhưng khi mà làm 350 km/h thì khi mình làm chỉ chở khách đúng không rồi, tại vì thật ra khi anh muốn nâng cấp lên là anh phải bắt đầu phải đầu tư tiếp. Nhưng còn bây giờ anh làm luôn hẳn cái đường đó 350, còn cái đường sắt cũ anh sẽ cải tạo để chở hàng hóa nè. Rồi còn cái vấn đề cho nên nếu mà làm mà 200 nó thật ra nó không giải quyết được vấn đề gì. Vì khi đường cao tốc, khi bắt đầu bây giờ mình chuẩn bị làm đường cao tốc thì nó chênh lệch không bao nhiêu hết. Đúng không? Nếu khoảng chạy khoảng 120 mà anh đã để kia, cái kia có 200 vậy thôi, người ta đi xe cho khỏe, vừa đi du lịch vừa thư tại vô. Em nói là cái đoạn đường nha, từ em thường hay cũng hay đi dạy du lịch thì từ đây ra ngoài Nha Trang thì có gồm có rất nhiều đường. Thứ nhất đường ven biển, thứ hai là đường quốc lộ, mình sắp tới mình làm theo cao tốc đường thứ ba, và thứ tư nữa một cái đường có thể đi hướng trên Đà Lạt và đường mòn Hồ Chí Minh. Anh công nhận điều đó không? Thì cái đúng, bốn đường giờ mình á, mình làm, mình là cái đường cao tốc là mình làm là sắp tới là thì cái làm cho nên đầu tư cái đường sắt á phải là em theo em phải là cho nhanh, từ chủ yếu là phục vụ du lịch với người ta đi lại thôi. Tại vì nó khác biệt. Tại vì với lại thứ hai còn vấn đề mà đường cao tốc cái khúc bây giờ thì quá tải của việc ngay trong cái phía Nam nha, phía Bắc thì em chưa đi em chưa biết. Nhưng mà từ cái đường ngay từ Long Thành lên thành phố Hồ Chí Minh gần như là chiều nào cũng kẹt. Em đi. Đúng rồi, quá tải. Nhưng mà sắp tới thì không biết cái đường mà từ gì đó Bến Lức Long Thành rồi Dầu Dây, nếu nó thông, sắp tới sắp xong rồi, em cũng đi một số, em thấy nó làm cũng ok rồi. Nhưng mà khi nó đường đó mà nó ra thì nó có giảm tải được không? Nếu không thì bắt buộc phải đường từ Long Thành tới thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải cần nới rộng hơn. Đó, cái đường cao tốc. Rồi thứ hai nữa, từ thằng Trung Lương lên, anh cũng để ý bây giờ rất là đông, trời lên chạy xe đường cao tốc và chạy như đường quốc lộ vậy đó, rất là bực. Giờ mà nó bỏ thu phí từ trung lương thành phố Hồ Chí Minh nữa, trời ơi, bỏ thu phí. Em nhiều khi em quay lên, em quay cái 11-12 giờ đêm em chạy, em có quay cái clip em hay đăng trên tường em ạ. Trời, 11-12 giờ đêm nó đông đen vậy đó, chạy vô ao, mà chưa kể sau này nó sẽ nối cái đường từ Cần Thơ này rồi dưới lên nữa thì nó sẽ bắt đầu quá tải đó. Còn nó rất là, còn bây giờ cái chủ yếu là cái đường mà ngoài cao tốc đi ra hướng ngoài miền Trung đó, nó chủ yếu phục vụ du lịch thôi. Mà ai em để ý là nếu mà tại mình có nhiều con đường đi thì mà dư mà đầu tư chỉ có cái khúc mà bắt đầu ra đến hình như Bình Thuận, từ trong Sài Gòn ra Bình Thuận lá là xe thôi, hình như gọi là cái khúc đường đó, nó đi hiện tại bây giờ đường nó nhỏ là nó mới hay kẹt thôi. Nhưng mà em nghĩ nếu thêm có cao tốc thì nó giải tỏa rất là nhiều. Đó rất nhiều. Tại vì em thì em thích hay thích chạy xe thôi, tự chạy xe với mình đó. Mà đúng ra cái đường ven biển đó, bây giờ nó thật ra em thấy từ Phan Thiết ra Nha Trang nó rất là vắng, gần như là rất là vắng. Đi mà nhiều em rất là sợ. Em đi mà nó bảo chứ nếu mà xe có trục chặt gì là không biết thì sao ấy. Mà thứ hai đi ban đêm là rất nguy hiểm, gần như là dân ở rất là thưa thớt mà đường thì rất là rộng. Cho nên bảo đường mình bây giờ là coi như cái đường mà ven biển, theo em nghĩ đó là cái nhà nước mình, đó là cái đường gọi là quốc phòng. Nó sẽ là về đường quốc phòng và ven biển để có thể sau này sẽ mình có thể triển khai tên lửa hay gì đó. Thì em nghĩ nha, cá nhân em nghĩ chứ không phải gì hết. Cho nên phải bây giờ gần như mà là đầu tư cao tốc thật ra cũng gọi là nói ra là cũng hơi phí. Nhưng mà về tương lai nó tương lai là thực tế là đấy thì tại vì đấy là theo ý dạ kiến vâng. của em. Nhưng mà nói chung là bây giờ ví dụ là bây giờ mình dùng 58 tỷ đô la mình đầu tư vào cái đường sắt cao tốc ấy, em đồng ý. Thì nói chung là đó, bây giờ cái nguồn lực của đất nước không. Đó nó dồn hết vào cái đường là... nói chung là mình còn nhiều cái khác để phải làm. Tại vì em nói là tại vì khi mình còn có đặc khu kinh tế, em nói là những cái đó bây giờ quan trọng như Phú Quốc rồi Vân Đồn rồi
gì nữa ta, hình như ba cái mà em quân à, Bắc Vân Phong thì nó là dọc cái tuyến đó. Vì vì sao mình phải làm cơ, vì nhà nước mình muốn đón đầu sẽ những cái đó để phát cơ sở hạ tầng. Nó tóm lại là cơ sở hạ tầng tốt. Anh để ý là khi bây giờ ra đường Sài Gòn, em gần như nếu mà lái ô tô anh gần như là cực hình, nó rất là mất thời gian. Còn như đi xe máy người ta, người có lượng phương tiện mình đi rất là nhiều. Còn ở cái công người ta cần việc đó, người ta là sử dụng phương tiện rất là nhiều ở Việt Nam mình, gần như đi liên tục đó. Cho nên bảo là hả, cái đường đó là cái em nói không, cái phí là đúng là hiện tại là phí, nhưng sau này nó là tương lai, là cái tầm nhìn tương lai của nhà nước mình thì sau này á, thì nó sẽ là rất cần để phát triển kinh tế và du lịch. Mình là cái có đường biển dài cho nên nó phát triển du lịch, gần như miền Trung rất nhiều cái gọi là khu gọi là thắng cảnh đẹp, và nó rất là hoang sơ, tự nhiên người du lịch nước ngoài người ta rất thích. Thì cái đó cao tốc để phát triển vấn đề du lịch và có thể là coi là nó nhiều thứ khác, như có thể là quốc phòng. Còn vấn đề con vương cái vấn đề tôi nói với Trần ấy, cái vấn đề nó là tiền, là cái vấn đề tiền mà tôi nói là đường sắt cao tốc ấy, cái khả năng thu hồi vốn rất là lâu nhá, chứ không phải nhanh đâu. Chủ yếu em nói thế nên là nếu mà thực tế là mạnh vì gạo mà bạo vì tiền, ông có rất nhiều tiền thì là nói chung là ông không có suy nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ ông không có tiền mà ông đi vay thì nói chung để cho con cháu mình sau này trả nợ. Đúng rồi. Nhưng mà giống như em nói, em nói anh là gần như đơn giản là tiền nào của đó. Anh nếu bây giờ hiện tại bây giờ anh để ý coi, anh giờ anh ra mua một tô phở hoặc một chiếc xe, anh mua chiếc xe ví dụ 1 tỷ và một chiếc xe 2 tỷ thì nó anh chạy lên anh sẽ khác. Và thứ hai đi cái đường cao tốc em nghĩ cũng vậy thôi. Vấn đề là mình dám đầu tư không? Chứ còn mà thật ra nếu mà đầu tư thì sau này anh làm cái đường cao tốc và đường nếu mà anh làm cái đường tàu mà cao tốc nữa thì nó có kênh lệch nhau có 100 cây số, 80 cây số giờ có đồng phí. Đúng rồi. Đó. Bây giờ chị Phan Thị Phi Nga nói đúng rồi, 10 năm nữa bắt đầu mới làm đường sắt cao tốc. Và khi mà làm thì cũng phải cỡ khoảng hơn 10 năm. Nhiều khi tiến độ hơn 10 năm thì xong khoảng 20 năm nữa. Nếu mà ví dụ theo cái muốn chọn phương án khoảng hơn 20 năm nữa thì mới có đường sắt cao tốc. Đấy là mình làm suốt đấy, chứ còn bây giờ cái phương án mà làm thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang từ Hà Nội đến Vinh thì bỏ. Có vấn đề vận chuyển hàng hóa thì nếu mình làm đường cao tốc mới, đường sắt cao tốc mới thì bắt buộc cái đường cũ sẽ coi như không dùng nữa thì cải tạo để vận chuyển hàng hóa vẫn ok. Chứ đâu tự nhiên mà hả, nó đi thực ra nó vừa hàng hóa vừa chở vấn đề khách thì nó thực ra nó hai cái chưa chắc đã tốt, hai cái vô một cái chưa chắc đã tốt. Nó cũng dạ rồi ok, như thế vậy thôi. Rồi đấy là rồi ý kiến của em. Rồi rất cảm ơn em, tức là mình đúng là rồi. Người dân mình cứ nêu ra cái ý kiến và cái quan điểm đúng của rồi. Mình đúng không? Đấy, quan điểm mà theo tôi như thế này, còn người khác thì quan điểm khác, ví dụ nhưng mà sau này quyết định chính là cả các chuyên gia kinh tế và chính phủ mình, và cái chuyện này phải bàn quốc hội, nó như sân bay Long Thành. Đúng rồi anh. Yeah. Rồi ok. Rồi xin mời Lợi Minh, bạn Nam Sinh Vũ chờ một tí xíu ý. Hello, chào anh Bạc, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn. Thì như là mình chia sẻ với anh chị và các bạn là hạ tầng cơ sở nó là một cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế. Thì phát triển kinh tế nó phải đi song 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 với nhau. Cái gì cũng vậy, tôi thấy nhà nước Việt Nam mình người ta tính toán hiện nay thì nó chỉ bàn thảo thôi. Thì với tâm lý của người Việt của mình đó, và nhiều khi mình nghe 58 tỷ sao mà khủng khiếp quá. Mình làm ăn làm kinh tế, ok, ok, làm ăn làm kinh tế mình phải suy nghĩ đến vấn đề vĩ mô. Mình chỉ nhìn con số không thì các bạn cảm thấy sao mà khủng khiếp quá, thấy mà nợ nần chồng chất lên. Đấy. Mình phải nghĩ đến cái chuyện xa ra, đâu phải nghe bàn tán cái bốn đổ vô là 58 tỷ, là người ta dục cái ấy ra 58 tỷ người ta làm đâu. Không phải, nó phải có từng giai đoạn và từng cái bước của nó kéo dài như chị Nga, giống như anh Bằng vừa mới nói, 10 năm sau người ta mới bắt đầu thực thi, bây giờ người ta phải nghiên cứu thôi. Đó là cái sự nghiên cứu.
Còn cái tâm lý của người Việt của mình nữa là nhiều khi đường cao tốc đồ hiện nay mình xây cho cái hạ tầng cơ sở đó, thì khi mà nói lấy phí đó thì nó rất là vắng, không tốn kém mà đi vô nó phải trả lệ phí đi vắng, mà ông nhà nước ông xây lên ông cho đi không á thì ôi thôi rồi ai cũng vào đi hết, nó chen chúc nhau mà đi. Thì nói chung thì các bạn nhìn thấy cái cao tốc hiện nay trung lương mà nó đông người đó thì tôi nhìn đó là cái điều tốt. Các bạn thấy các đó các bạn, các bạn nhìn đấy, anh bạn thấy đi không á thì lại mình đi từ Mỹ Tho lên đấy, thấy không, cái đường cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh kẹt luôn. Đúng. Hồi lúc trước lại mình về đi thích lắm, mà vô đó hả mình trả 50.000 mà mình đi ô sướng, vô chạy lúc trước cho chạy 120 km/h, vô đó là mình bước lúc nào cũng 119 119 119, mình chạy sướng lắm. Bây giờ ông nhà nước ông cho đi không lấy tiền, màng ơi ai cũng chui vô đó đi trả nhiều khi 60 50 60 70 chán, nhưng mà mình vẫn phải chạy, tại vì các anh chị các bạn biết đi vào cao tốc đó, xe mình đó, nó vẫn điều tiết tốt hơn là đường thường, tại mình không có bị hư thắng nhiều nè, mòn thắng nhiều nè, rồi cái máy của mình nó chạy đều hơn. Còn trong kia mình thắng mình ngừng rồi nó đỡ hao xăng nữa, và nó đỡ tốn xăng và nhiên liệu hơn. Các bạn nhìn thấy như vậy đó, thì tôi nói với tôi á, mình nhìn về, mình phải nhìn về rộng lớn hơn, mình về lợi ích quốc gia đó, thì đây là một cái bằng chứng rất là tốt, rất là tốt anh chị các bạn. Tại vì những cái quốc lộ, những cái con đường mà nó đã bị xuống cấp, những cái đường mà trong nội thành đó, nó sẽ giảm lại, nó sẽ bớt đi những cái tai nạn giao thông ở trong nội thành, và nó làm bớt đi cái ô nhiễm môi trường nữa nha anh chị các bạn. Nó hay chỗ đó nữa, nó bớt rất là nhiều. Và những cái các bạn sẽ thấy trong những con đường quốc lộ mà cũ kỹ như quốc lộ 1A đó, nó gồng gánh cả nhiều mấy thế kỷ nay đó, thì bắt đầu nó sẽ nhẹ gánh lại, nó đỡ bớt đi những cái gánh nặng. Các bạn nghĩ đi, trong mà nội thành quốc lộ mà chạy ngang như tôi nói, như quốc lộ 1A đó, khi mà vào trong dân sự nội không, cái lượng khói nó ô nhiễm môi trường, nó ảnh hưởng đến sức khỏe người dân rất là nhiều. Tôi nói đó, những cái tiếng ồn và những cái tiếng động cơ nó chạy đó, ngày đêm như vậy đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều. Mà khi mà nó ra ngoài cao tốc thì rất là tốt, đây là một cái điều rất là hữu hiệu đối với cá nhân của mình. Cho nên nhiều khi mình cũng phải hy sinh, lúc trước mình chạy 120, giờ mình chạy 60 hay 70, mình thôi kệ cứ chạy, nó giảm được những cái vấn nạn trong cái nội thành, đó là một cái giải quyết. Thì tôi nói với bạn Nguyễn này, đây là ý kiến của những người dân thôi, đúng không, chứ còn chuyện mình nói gọi là nói cho vui cũng được, mà nói gọi là cho nhà nước để ý một tí được, chứ ở đây các chuyên gia kinh tế hoặc ở bên sau cuối cùng quốc hội mới là người quyết định cuối cùng. Đúng rồi anh bạn, anh đúng rồi. Các bạn thấy sân bay Long Thành cũng vậy, người ta nghiên cứu từ lâu lắm rồi, tôi nói cả 15-20 năm rồi, người ta đã nghiên cứu lâu lắm rồi. Sau này với cái sự phát triển kinh tế thì nó cần thiết phải có một cái sân bay Long Thành ở khu vực miền Nam, nó tầm cỡ quốc tế, giống như ở Nội Bài hồi Hà Nội người ta xây, nó tránh xa cái khu dân cư và nó nằm ngoài cái vòng thủ đô, để đặng mà nó giảm bớt được những cái ùn tắc giao thông, như là cái văn hóa buôn bán và làm ăn của người dân của mình lúc nào cũng chui vô trong tập trung. Ở đây mình nói cho bạn Tu Đông Nguyễn này, ví dụ như ở những cái diễn đàn này, ví dụ mình nói chẳng hạn, thì nói chung là ví dụ những cái kiều bào bên nước ngoài người ta không tìm hiểu, mình nói hoặc là những người dân người ta chưa biết chẳng hạn, mình người ta nghe cái này người ta hiểu được cái phần nào đó về cái giao thông Việt Nam, đúng. Và có ý định nọ ý định kia ấy, chứ đúng. Không phải là vô tác dụng đâu. Còn cái chuyện nhà nước có nghe bọn mình hay không thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ một phần rất nhỏ thôi. Nếu đấy là tất cả ý kiến của mình. Ví dụ như ở đây tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ mình lên đây mình chống lại bọn ma que, ma cẳng, tôi nói với tất cả các bạn, nhà nước nói chung người ta có cái cách làm khác, nhưng mình ở đây mình chỉ lên mình nói cho những kiều bào ở bên kia người ta chưa hiểu về đất nước Việt Nam, hoặc những người dân Việt Nam người ta chưa hiểu biết mấy, người ta hiểu thêm thôi. Đấy, nó chỉ có vậy thôi, chứ bạn đừng có mong là nhà nước hiện nay khuyến khích chúng tôi lên trên để nói, không có đâu. Mẹ không có ông Bằng, không có ông Lợi Minh, xã hội vẫn bình yên, vẫn phát triển. Đấy. Chính xác, chính xác, chính xác, chính xác.
Nha, anh Bằng nói cái là chứng nhiều, mình không nên suy nghĩ một cách nó quan tưởng là đúng mình rồi. Là cái gì đó ghê gớm lắm, mình lên đây đúng. Phải ông chính phủ phải lắng nghe hay những nhà kinh đúng. Tế này phải lắng nghe màn lắc vơi mình, người ta đi trước mình 5 năm không à, không có anh Bằng ơi, có đâu. Tôi nói ở đây mình chia sẻ là để mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần mà ba que hay những thành phần mà chống phá, nó tìm cách nó chống phá đất nước thôi, chứ còn mà nói về vấn đề mà kinh tế vĩ mô hay là những cái vấn đề mà chính trị cao bời, tôi nói anh chị các bạn, nhà nước người ta đi trước bạn, dạ yeah, dạ yeah, tôi đúng nói không? Tôi đã chia sẻ với chị các bạn nhiều lần, mình, không có cửa mình nói rất chính xác, không có mình cửa đừng nghĩ rằng là mình đừng tôi nghĩ nói, là nói cái này là mình quan trọng, tôi nói mà tôi gồng người không. Tôi nhỏ ra người luôn á, bây giờ tôi nói với các bạn nhá, vừa nãy ví dụ bây giờ ví dụ những người dân không phải biết, vừa nãy chị Phi Nga chị lên phân tích về vấn đề à Việt Nam hiện nay là cái vấn đề nhà ở, vừa rồi điều tra dân số vấn đề nhà ở như thế, vấn đề chênh lệch giữa nam và nữ như thế, vấn đề dân số vàng như thế, thì ở đây nói có những con số và chứng minh là sự thật thì bọn ba que tức là mình muốn bẻ gãy những luận điệu bọn ba que thôi đúng. Đấy chứ không phải đúng. Mình nói ra điều này để cho nhà nước người ta đúng. Nghe thấy mình chính xác anh Bằng, không có cửa đâu cần. Người ta có một đội ngũ chuyên gia, người ta tiến sĩ dân, người ta tiến sĩ học hàm, tiến sĩ, người ta thứ dữ. Mà mình ngồi lên đây mình vừa mình mơ, bởi vì nhiều người tôi thấy họ nghĩ sao anh Bằng à. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lên đây mình múa rìu qua mắt thợ. Ảo tưởng, quá ảo tưởng. Lên đây là những cái sự hiểu biết của anh em chúng ta nó có giới hạn. Mình lên đây mình chỉ mỗi người một ý, mình góp lại với nhau để làm sao mình đẩy lùi những các thế lực tụi chống cộng cực đoan. Bây giờ này, bên ví Mỹ, dụ đây, đẩy lùi tụi nó lại. Như là ở thằng Trần Thêm ở đây, ví dụ nó cố tình chỉ vừa khi không bao giờ nói cho Trần Thêm nghe. Bây giờ, đấy Trần Thêm phải biết như thế. Ví dụ như bạn lên đây bạn tranh luận với tôi, đúng không? Bạn đưa ra những luận điểm tôi bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của bạn, thì những người khác người ta nghe chứ không cần. Tôi không bao giờ tôi có hy vọng tôi cải tạo được cái đầu óc bắt đầu của bạn. Chính xác. Chính xác. Tại vì cái sự hiểu biết của cái Trần Thêm đó nó chỉ có nhiêu đây, thì bây giờ mình nện vô nữa nó cũng không thể nào nở ra được. Nó có nhiêu đây rồi. Tại vì người ta nói các bạn uống cây tre, uống tre thì phải uống lúc nó mới mọc măng lên thôi. Mà bây giờ không, thì chỉ bây giờ này tôi nói bạn rồi. Này không phải là ý kiến người dân vô tác dụng. Ở đây ý định của chúng tôi chỉ lên đây làm những cái động tác ấy thôi, chứ còn bây giờ ví dụ như bạn muốn ý kiến nhá, thì bạn không phải bạn lên mạng trên mạng xã hội này, mà ở Việt Nam ví dụ như ở bên có quốc hội, có cái ủy, tức là có cái hội đồng nhân dân cấp phường cấp ấy, cái tất cả thứ, bạn lên đấy bạn viết thư, bạn phản ánh theo cái chiều trục dọc này, chứ lên mạng xã hội này tôi nói với bạn nhá, cái thực tác dụng nó không lớn. Đấy, chính xác anh Bằng nói đúng vậy. Đấy, đối với tác dụng đối với chính phủ đâu không có, người ta có những cái hướng đi chuyên gia, người ta nước ngoài nói, tôi nói về vấn đề dân, ngay cả vấn đề dân sự như tập đoàn của Phạm Nhật Vượng đi, có ai mà lên mạng ông như tập đoàn Phạm Nhật Vượng, có ai mà lên mạng đi kiếm mạng xã hội đi kiếm kiếm để đặng mà lấy ý kiến đúng không rồi. Người ta thuê toàn là chuyên gia, đội ngũ của ta chuyên gia thứ dữ không à, trong chưa được hơn một chưa được một năm mà người ta hai năm gì đó, hơn một năm thôi mà người ta đã có được một cái binh phá xây là và một cái cơ sở về sản xuất điện thoại hiện nay, các bạn thấy người ta làm rất là vĩ mô. Mình là ai mà lên trên này mà rút tôi muốn thì điều bây giờ tôi thở. Nói với tất cả bạn đã, vừa rồi cái thằng Quốc Khẩm nó lấy cái hình ảnh một cái xe cháy từ mấy năm trước ấy, bắt đầu nó bảo có một cái xe coi như ở của bên hãng VinFast vừa giờ ra, ông lái cháy bùng 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 bùng, nó đưa hình ảnh ra. Tôi nói bây giờ ông Phạm Đức Vượng ông ấy không có bao giờ ông thèm chấp cái thằng Quốc Khẩm, nhưng mà chúng tôi thấy mẹ mày xuyên tạc quá, mẹ tao bẻ gãy luôn xuyên tạc của mày, mày lấy cái hình ảnh ấy năm bao nhiêu, mà trong khi đó mà có một cái xe của hãng VinFast vừa rồi nó chỉ có chảy nhớt một tí ở gầm thôi, không có cháy chiếc gì cả. Sau đó những đội ngũ phục vụ các thứ người ta làm rất là chu đáo chu toàn. Chứ còn cái cỡ mà ví dụ truyền thông nhà nước hoặc là bên ông Phạm Nhật Vượng, ông thèm để ý mấy cái sự xuyên tạc của cái thằng Khoa Khóng. Chính xác, chính xác, chính xác. Tại vì mình là những người dân sự bình thường, mình quan sát thì khi mình nhìn thấy những cái thành phần mà chống phá đất nước nó xuyên tạc rồi, anh em mình cảm thấy đó là một cái sự phản cảm, nó không đúng với sự thật, thì anh em tôi đứng lên mà phản biện lại thôi, chứ chẳng có ai mà
trong đội ngũ ông Nhật Phạm Nhật Dương hay là ông nhà nước kêu tụi tôi phải làm. Tôi nói là Phạm Tránh Như Huỳnh này, chính phủ vẫn vào cuộc, tức là vấn đề, tức là nhiều cái vấn đề mà tồn tại xã hội thì chính phủ vào cuộc ấy. Tức là ý mình nói là những cái mà mình lên trên mạng xã hội này thấy những cái điều xuyên tạc của bọn ba que nọ kia thì mình phản biện, chứ còn bên chính phủ người ta không, nói chung là mình bảo là người ta không nghe mình thì không đúng lắm, chỉ một tí 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 thôi nó không đáng kể gì. Tôi nói với bạn như thế, cho bạn đừng nói là cái lời nói của mình nó động đến tai của chính phủ, nó không có đâu. Cho nên các bạn nhiều khi các bạn đừng ảo tưởng. Thì nói chung người ta cũng phải quan sát để coi những cái tập thể ở trên mạng xã hội này làm cái gì để người ta biết ý dân và lòng dân như thế nào thôi, chứ còn mà như một số các bạn suy nghĩ cao vời là phải lấy ý kiến lên trên này để ngồi nghe để đăng mấy ý kiến của xã hội thì tôi thấy các bạn đã hơi bị mơ tưởng quá. Nhiều khi có thể mình nói cái gì đó nó trùng hợp thôi, nó trùng hợp vào cái nó ăn khớp với lại cái sự phát triển của đất nước thôi. Nó tôi thấy, chứ đừng có nghĩ là có mình một là cái số gì. Người ấy, tôi nói bạn nhé, tôi nói là mình có một số người gọi là tát nước theo mưa. Ví dụ bạn phản đối cái này đúng không, nhưng có khả năng là bạn đúng, nhưng mà cũng một thời gian sau chính phủ bạn cũng đúng như các bạn phản đối mà người ta có sửa. Các bạn nói đấy là ý của tôi đấy. Đây tát nước theo mưa. Đúng rồi. Đấy. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Cái đó là tự đúng mình năng mình, tự mình nghĩ rằng chú cha tôi là cái gì đó. Nguy hiểm lắm. Cho nên đời sống, cuộc sống, cái sự hiểu biết nó vô hạn anh chị các bạn. Và cái xã hội, một cái nguồn máy chính phủ người ta có, tôi nói chị mình không có để nói 100 mà nói đến ngàn người, trong đó đầu óc trong đó người ta phải ngồi, người ta suy nghĩ, những chuyên gia người ta tính toán. Còn mình đến đây anh em mình chỉ chia sẻ, như khi mình nhìn những cái chung quanh, những cái xã hội, những cái sự tác động rồi kinh nghiệm của mỗi người chia sẻ. Tôi nói bạn nhá, có một cái ví dụ rất như thế này mà tôi nói hơi động chạm với cái cá chân một xíu ở trên mạng xã hội này. Ví dụ như cuốn sách Khạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, đúng không? Thì cái chuyện ông Lê Mãng Lư ông nói là sai, đúng không? Nói cái câu tức là được nổ súng trước hoặc không được nổ súng trước ở đấy. Đấy, một số hạt sạn trong đấy là có. Rồi sau đó ví dụ mình đọc chẳng hạn, mình thấy một số hạt sạn trong đấy mình phản biện. Nhưng sau này có nhà xuất bản người ta cũng thu hồi cuốn sách đó. Giờ ông bảo là do công của chúng tôi, do chúng tôi có gì ấy cái thứ đấy là tát nước theo mưa. Tôi nói các bạn như thế đấy, tôi lấy một cái ví dụ đấy. Sau đó một số người bảo đấy là do chúng tôi phản biện đấy, do tôi mẹ kêu gào đấy, cho các ông ấy thu hồi cuốn sách đấy. Không có được các bạn, đúng anh Bằng nói là mình có một tí rồi, một tí thôi, một tí nào thôi, chứ không phải là mình hoàn toàn hết. Bởi vì như trên cái mạng xã hội có nhiều cái chuyện nó ngồi cười ra nước mắt. Thì nói quay ngược về vấn đề mà kiểm tra dân số anh chị các bạn, thì nãy như chị Nga anh Bằng cũng chia sẻ vấn đề kiểm tra dân số, một số anh chị các bạn kiểm tra dân số. Kiểm tra dân số ở bên Mỹ nó gọi là bắt buộc, nó gọi là mandate, bắt buộc là hàng 10 năm, cứ mỗi 10 năm như vậy là nó phải kiểm tra dân số. Anh chị các bạn biết kiểm tra dân số rất rất là quan trọng đối với một chính phủ điều hành một quốc gia, để ông chính phủ cũng biết làm sao điều tiết dân sự, cần bao nhiêu cái ngân khoản quốc gia để đặng mà phát triển đất nước và ngay cả hạ tầng cơ sở nữa. Các anh chị các bạn biết coi cái mật độ dân số ở những cái khu vực thành phố, thị trấn hay là nơi nào nó cần phải bổ sung vào những cái ngân sách của chính phủ để nó điều tiết. Cho nên anh chị các bạn nên nhớ rằng kiểm tra dân số rất là quan trọng đối với một quốc gia, không phải chỉ Việt Nam không, mà cả cái thế giới này, những cái quốc gia mà người ta có cái sự phát triển của người ta kiểm tra dân số rất là tốt. Cho nên tôi thấy là trong những thập niên trước thì khổ những cái quá trần thêm, cho nên là tôi nói mọi người dân không phản đối luật đặc khu thì bây giờ tưởng là chính phủ hay do người dân, mấy ông như biểu tình à, mấy ông như biểu tình à, chiếm bao nhiêu phần trăm dân số trong số 96,2 triệu người ông? Mấy trăm ông mà đại diện cho người dân à? Các ông như biểu tình tôi ở thành phố Hồ Chí Minh hay tôi ra đây, các ông như biểu ngữ là gì? Có như không cho Trung Quốc thuê dù chỉ một mét vuông, rồi là các ông là phản đối 100 năm. Mà trong đó cái này là do các chuyên gia kinh tế người ta đưa ra,
Được chưa? Cho nên chính phủ một thứ nhất phải lắng nghe ý kiến người dân, chứ không phải người dân biểu tình đâu. Người dân biểu tình được bao nhiêu ông đi biểu tình, mà không biểu tình vì lý do gì, đừng ngữ công căng ra là những cái gì. Sau đó ông ngồi trước cửa đại sứ quán Mỹ, sau ông căng cờ Mỹ à, đúng không? Thì đây đâu phải là người dân. Đúng rồi, các bạn nói nó tưởng tượng nó tưởng tượng mà cái sự tác động. Thì nói chung về vấn đề kiểm tra dân số thì tôi nói với các bạn đó, thì nó rất là quan trọng. Hàng Mỹ thì nó cũng làm như mỗi 10 năm theo cái nó đưa vào trong cả cái hiến pháp của nó là bắt buộc. Thì Việt Nam mình phát triển kinh tế thì mình cũng phải biết cái mật độ dân cư ở những cái khu vực nào cần bổ sung, cần phải điều tiết ngay cả hạ tầng cơ sở và mọi mặt hết. Tôi nói anh chị các bạn, nó rất là quan trọng. Nhưng mà bằng cái vấn đề mà kiểm tra dân số, anh chị các bạn, trong những năm trước theo tôi biết, cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, nó lợi dụng cái này. Các bạn biết những mỗi lần vậy là nó xuyên tạc những người nhẹ dạ cả tin, nó nói ô bắt đầu kiểm kê đó, nó dùng cái đó gọi là kiểm kê để đàn ông nhà nước ổng sẽ quản lý về những đề tài sản của mình. Các bạn thấy những năm trước tụi nó tuyên truyền như vậy, bây giờ thì từ từ người dân hiểu ra vấn đề kiểm tra dân số là để phát triển cái công cuộc phát triển xây dựng đất nước, cho cái ngân khoản quốc gia nó điều tiết đúng theo cái nhu cầu. Thì còn nói về vấn đề mà đặc khu kinh tế, nó trông theo như lại Minh nghĩ đó, nãy có như bạn nói thằng Thiêm gì đó, nó nói là Bình Định lại, nó hoàn toàn không có. Phát triển kinh tế là kinh tế, nhưng mình chỉ chưa có hợp thức quá thôi. Thật sự theo tôi đó, là Việt Nam mình đã có những cái khu đặc khu kinh tế rồi. Các anh chị em, các bạn nhìn thấy nó phát triển rất là sầm uất, nhưng mà mình chỉ đưa vào hợp thức quá là lúc nào thôi, khi mà người dân họ hiểu ra được là đặc khu kinh tế là gì, sự tầm quan trọng của nó như thế nào. Người dân người ta chưa có hiểu được, cho nên một số bị những thành phần mà chống phá đất nước đó, nó lợi dụng. Các bạn thấy nó lợi dụng vừa qua biểu tình, nó đâu phải là nó nói gì đến để đặc khu đâu, nó dùng cái mục đích đó để đặng mà nó chống phá, rồi nó làm loạn, bạo loạn. Nó hoàn toàn không có ý đồ mà gọi là xây dựng, nó hoàn toàn khác. Anh Bằng thấy không, cái tụi nó khốn nạn. Tôi nói là anh bây giờ cái hôm đó chúng nó biểu tình, chúng nó còn phản đối cái luật an ninh mạng. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, anh chúng, thấy đấy, không? Đến dạ. Bây giờ đấy, nó kiện từ 1 tháng 9 đến bây giờ, các bạn lên mạng nói thoải mái không? Đấy, đấy. Các bạn lên mạng nói bảo, và Bộ Công an người ta cũng nói rồi là bây giờ người dân, tức là cũng có quyền lên mạng xã hội, tức là phản ánh về tình hình đất nước mà cũng nêu lên cái chính kiến của mình. Đúng không? Bộ Công an không có tội gì cả. Đấy, đấy. Các bạn bảo là ui giời, cái hồi trước này, chúng nó tuyên truyền là hiện nay coi như không được vào Google nữa, không được đấy. Vào YouTube nữa, rồi là đấy. Không được lên mạng nữa này khác. Đấy, đến bây giờ như thế nào? Tất cả những mọi sự xuyên tạc của chúng mày hiện nay là tháng 7 rồi, 7 tháng rồi. Anh em mình vẫn vào Facebook vẫn bình thường. Nghe chưa? Thậm chí kể cả Tân Thái Bê Sương chúng mày cứ nói những lời phản động xuyên tạc đi. Bây giờ dân trí Việt Nam người ta cao rồi. Đấy, người ta nhìn nhận thấy chúng mày có đúng gì là xuyên tạc. Cái công tác tuyên truyền ở trên cái không gian mạng này để đẩy lùi những cái tiêu cực của những cái thành phần chống phá đất nước, mục đích là như vậy thôi. Nói chung sự thật thì nó là sự thật, nhưng tôi nói cho các bạn, Việt Nam mình thật sự là nhìn các bạn nhìn những cái khu mà đặc khu kinh tế mà nhà nước đưa ra hiện nay, người ta hoạt động rất là hữu hiệu, rất là tốt. Nhưng mà đi vào hợp thức quá là khi nào thôi, khi nào hợp thức quá rồi. Tôi nói các bạn sẽ nghe một ngày nào đó, một ngày là chỉ nghe đó, đặc khu đã có như vậy rồi đó, người ta làm rất là lẹ, đi vào trong cái khuôn khổ mà nó đòi hỏi, như nãy anh Bằng nói dân trí, như chị Nga rồi anh số anh chị các bạn nói được, nó đòi hỏi cái dân trí ở đây anh chị các bạn nhớ nha, không phải là học vị nhé, không phải là học vị, dân trí ở đây là sự ý thức, hiểu biết về cái mô hình xã hội, về cái ý thức trong cái tính cách gọi là nhân văn và cái cộng đồng. Nhiều khi mình nói dân trí, có nhiều người ta họ chưa có nắm bắt được á, rồi mấy cái tụi mà chống phá nó xuyên tạc, nói thằng này tự cao tự đại học bao nhiêu mà nói người này ta dân trí thấp, có nghĩa là không có ăn học, đâu không phải như vậy nha các bạn. Ngay cả ở Mỹ thì không phải ai, các bạn thấy nước Mỹ là một cái đất nước gọi là phát triển tư bản kinh tế đứng hàng đầu, nhưng mà đi ra ai cũng dân trí cao đâu, nó không phải gì đâu, không phải ai cũng đi ra cũng phải học vị là cao hết đâu. Có nhiều thằng nó học tới trung học nó gọi là drop out, nó rớt ra ngoài rồi, các bạn biết. Cho nên dân trí là do cái sự ý thức về cộng đồng, ý thức về trong cái mô hình xã hội. Mà khi dân trí người ta cao lên đó, thì các bạn thấy sự phát triển của đất nước nó rất là tốt.
và người ta đồng một lòng với nhau. Khi mà dân trí mà người ta chưa có đồng lòng, cái sự nó chưa có đồng bộ với nhau đó, như các bạn thấy vừa rồi, như nãy anh Bằng nói vấn đề mà biểu tình đó, đó là do cái sự dân trí người ta chưa có nắm bắt được, bị các thế lực gọi là tụi ba que chống cộng khốn nạn đó, nó kích động, nó tan, nó kích động tầm bậy tầm bạ. Cái gì tạo nên dân trí ông Lợi ơi, nó hỏi cái gì tạo dân trí? Thứ nhất ông phải đấy, vừa nãy chị Nga chị nói này về cái tỷ lệ dân có học, dân biết chữ đấy, đúng không? Ông phải nâng cao cái trình độ coi như văn hóa của ông lên. Dạ. Yeah. Nâng cao cái sự hiểu biết, và có những người người ta tiếp cận được cái sự phát triển của một cái đất nước, người ta sẽ hiểu rõ hơn, và trong cái công tác tuyên truyền ngay cả những người mà nông dân, người ta sẽ hiểu ngày càng một lúc người ta hiểu hơn, người ta cập nhật được những thông tin chính xác và hữu hiệu trên các cái cộng đồng mạng, người ta sẽ cập nhật được những thông tin nó liên tục như vậy, thì cái họ sẽ hiểu biết, họ sẽ nâng cao cái sự hiểu biết của họ lên về vấn đề dân trí. Thì anh Bằng có người lên, anh Bằng mời lên Lợi Minh sẽ nó sao nhỉ? Cảm ơn anh Bằng, chào anh chị các bạn. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn Lợi Minh. Rồi mời Nam Đức Vũ. Rồi đang mời Nam Đức Vũ, một bạn tên rất mới. Đúng không? Ví dụ như Trần Thêm là dân trí chưa được, viết chưa đúng chính tả. Lại nói về vấn đề tham nhũng rồi, khổ lắm, nói bao nhiêu lần rồi. Nước nào chẳng có tham nhũng, Việt Nam cũng tham nhũng, đang phát triển thì tham nhũng nhiều. Rồi đang thêm bạn Nam Đức Vũ. Rồi mình mời lại nhé. Tâm mời lại Nam Đức Vũ. Rồi đang kết nối, chắc được rồi. Rồi xin chào. Rồi xin chào chú anh, chú hôm nay nhận lấy nick khác à, nhiều nick tên. Đây bà quy phá lịch của em, em bỏ em gì phá lịch của em rồi, khổ. Mẹ chú là cái quái gì mà phải phá lịch của chú. Nhiều khi là chú nâng cao chú lên quá thành cùng. Đúng rồi. Quan trọng quá vấn đề. Kiểu như anh bạn rối rãi thời gian cứ lên như này, nó bảo là anh em mình là coi như là dư luận viên ba cũ ấy. Đấy. Không, anh thì có hai tối lên một tối thôi, chứ đâu lên là khổ lắm. Cái bọn nó không hiểu gì, đất nước không phát triển thì chúng nó bỏ lạc hậu nghèo nàn, mà đất nước phát triển thì chúng nó bỏ là coi như là cộng sản, nó móc tiền lấy tiền của dân, khổ lắm. Đất nước phát triển thì dân mới có tiền, mới móc được dân chứ, đúng không? Mẹ dân trên răng dưới cái tút thì móc từ đâu ra? Móc thì toàn có vàng ở dưới. Cũng như mình làm chỉ có 50 tuổi là đủ tiền để nghỉ hưu rồi, không phải cần phải làm ăn nữa, cũng có tiền sống. Tư bản nhé, 70 tuổi vẫn đi đúng làm. Rồi. Đấy. Ừ. Thế mà chúng nó cứ kêu Việt Nam độc. Thì nói chung là người ta 60 tuổi người hưu, nhưng mà ví dụ người ta đi làm cố để mà lấy cái lương hưu nó cao lên chẳng hạn. Cái này biết là không đâu em. Nói chung là bây giờ anh nói với chúng anh là sướng khổ tại tâm rồi, đúng không? Nó vấn đề gì? Nó mới mà nó phát triển như vậy. Từ một ông Phạm Nhật Vượng đầu tiên có 1 tỷ đô, đầu tiên có ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu ông thành lập cái tập đoàn của ông là ở Ukraine năm 1993. Đấy. Lúc đấy ông ấy vay được 10.000 đô. Đấy, 10.000 đô. Ông đi một cái xe coi như là Lada. Ông từ cái gọi là khu đấy là khu Ukraine, khu gọi Kikop. Ông mới lên mắt Kharkov. Đấy, Kharkov. Khu tự trị đấy. Ông lên Moscow. Thế sau ông quyết định là ông thành lập cái doanh nghiệp. Đấy ạ. Thế đầu tiên nó sản xuất mì. Ông đã làm mì. Cái nhà máy sản xuất mì ăn liền. Nhưng mà ông ấy, nhưng mà cái anh có biết là cái bao bì nó tên là gì không? Nó là Vivina, có nghĩa là mì Việt Nam. Người ta đã nghĩ như vậy rồi, sản xuất ở tận Ukraine nhưng mà nó là Mivila, tức là mì Việt Nam. Đấy, người ta nghĩ tính như tàu cao.
Nên tại sao lúc anh nói là Việt Nam này đến 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ, và hàng trăm năm coi như các thực dân và đế quốc Pháp đô hộ, nhưng mà người Việt Nam mình vẫn cứ độc lập chủ quyền là trên hết, mặc dù mình bé nhỏ. Này, cho nên là nó không làm gì được. Bây giờ đây vừa rồi anh Lệ Binh nói về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng ta đã dự kiến là cái sân bay Long Thành Dầu Dây. Anh ạ. Sau đấy là chúng ta có một cái chiến lược để phát triển và có những cao tốc Bắc Nam, đặc biệt là cái đường bao ven biển. Bao ven biển nó hay do thứ nhất là đầu tư về cái khu đấy nó ít tiền hơn. Tại vì nó không có giải tỏa bằng nhiều. Chúng ta chỉ có lấn biển thôi anh. Chỉ có lấn biển mới xây kè là có như làm đường cao tốc. Thế còn đâu các bạn vừa rồi bạn nói là đi cái đường coi như là từ cái đường cái gì Cà Giá đấy, thời em làm đường ấy, thì đường bao ven biển là Chu Linh Thuận ấy. Đấy anh ạ. Nó ừ. Nó giống tức là đường vắng. Sợ nguy hiểm nhưng bạn ấy nhầm, bạn chịu khó để ý một tí. Đúng. Thì tất cả các biển báo dưới đường nó có một cái biển này cấp cứu. Anh ạ. Cấp cứu bạn đi trên đường cao tốc ấy, bạn phải lưu cái số lại. Nếu trường hợp bạn gặp trục trặc trên đường cao tốc ấy, thì bạn gọi cái số là 100870 ấy. Đấy, nó có đường alo, có số điện thoại cứu hộ. Thì người ta sẽ đến, người ta sẽ có cái xe cứu hộ đến điểm của bạn và người ta kéo xe bạn đi. Thế bạn đừng sợ. Đấy, nó văn minh lắm anh. Tất cả nó đều có những cái giá trị, nó có những cái dịch vụ để nó phụ trợ. Thế còn đâu là cái thằng thêm này, không biết thằng nào nó bảo là Việt Nam mà vì có biểu tình ở Linh Thuận, Bình Thuận ngày 11 tháng 6 để chúng ta không thông qua cái luật là đặc khu, là nó nói nhắng. Nó ảo tưởng. Thì anh đã nói câu là tát nước trong mưa. Nhưng mà không? Anh bạn thông cảm này. Có nghĩa là nếu như bạn đúng thì không có nghĩa là tôi sai. Tại vì vấn đề là bạn chưa đứng vào vị trí của tôi. Đấy. Có nghĩa là anh em mình không đứng về cái thành phần nghèo là nhất trong xã hội này, trong đây anh em mình không hiểu. Bọn chúng nó, em nói suốt ngày chúng nó bảo là nghèo là do đảng, do nhà nước làm chúng nó nghèo. Nhưng chúng nó không hiểu là ngày xưa nhá, các cụ nhà quê đấy anh ạ, là phải lên suốt ngày cái tuổi anh em mình là phải cầm kim. Cứ suốt ngày mắt thì coi như là cầm cái kim sợi chỉ để anh biết không? Để vá quần áo cho con cháu mặc để đi làm. Thời trước là em nghĩ là anh em mình chứng kiến cảnh em ở quê này, các bà già là cứ suốt ngày vá quần áo này. Trời ừ, cứ khâu vá này, cái tuổi này cũng chim. Trời, anh cũng còn vá quần áo ấy. Bây giờ anh hỏi chúng anh, chú đâu biết vá quần áo cái kiểu là xương cá. Vá xương cá, bây kiểu xương cá. Nó là vá xương cá, nó coi như là nó vá thêm miếng nữa vào trong. Thì bắt đầu nó vá xương cá, thế còn được ngay. Hả? Không, bây giờ này, ví dụ cái quần của chú dặn cháu bị sọc một cái đường dài này, sẵn thì rách một mỗi đường này, cuối cùng không phải phá. Đấy, mình dùng như này đấy. Nó vá có hai cái, vá xương cá, một cái thứ nhất là vá trong và một cái là vá ngoài. Đấy, vá ngoài. Vâng, anh cầm khách mời, anh cầm hỏi là khách mời tên nhà gì nhỉ? Khách đấy mời tên là Sung Anh. Bây giờ đây vợ nói thằng A Quy, hôm nay đi hôm nay quay cầm, nếu quay cầm thì em sẽ nói với anh cầm nhé. Cầm bây giờ anh gọi bắt cầm, con nói bác này, thằng A Quy nó bảo chứ. Thế thì nó là cái thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thế tại sao nó lại không được yêu nước? Thế mà những người như Lệ Minh, như là anh Cầm, tại sao lại được gọi yêu nước mà thằng A Quy lại không được gọi là kiều bào yêu nước? Đất nước Việt Nam này, nghị quyết 36 đã ra rồi. Những người như bác Cầm, nhé, hoặc như Lệ Minh, nhé, người ta thức thời, người ta tỉnh táo. Người ta đã hết năm 1917, 2017 là chúng ta sẽ không có dừng cái cấp song tịch. Thì những người kiều bào đi ra nước ngoài cần thiết về Việt Nam làm thủ tục để cấp quốc tịch Việt Nam, gọi là song tịch. Thì anh bằng gì đó, là anh Cầm và anh Lệ Minh rất thích thời, anh đã quay về Việt Nam, nhập tịch Việt Nam và anh đầu tư Việt Nam. Ví dụ như là anh Lệ Minh là anh đã có đất ở Bảo Lộc đấy, rồi là bác Cầm Nguyễn bác có đất ở Sài Gòn đấy. Người ta vẫn nghĩ về quê hương đất nước, còn đâu là cái thằng cái vấn đề như này. Bình nói với Trung Anh, tất không ai không cho ai yêu nước, tất cả các kiều bào cứ yêu nước. Nhưng cái vấn đề có hai vấn đề. Cái vấn đề hiện nay là anh Cầm, anh Lợi Minh, anh yêu nước, yêu tổ quốc, nhưng mà anh không chống chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng thằng AQ nó bảo nó yêu nước, ok, nó yêu tổ quốc, ok, nhưng nó chống chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nó khác biệt ở chỗ đấy. Đấy. Chứ mình không muốn nói, hiện nay mình cũng không muốn nói là anh Cầm hoặc anh Lợi Bình có yêu Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, thì mình không muốn nói.
anh yêu nước. Nhưng mà anh không sống, anh không sống. Mình yêu nước cũng có thể là mình nói mình yêu nước, nhưng mà cụ thể nhất là Hồ Chí Minh nói là này, ông Diệm cũng là người Việt Nam, mà đã là người Việt Nam thì ai cũng yêu nước. Ông yêu nước theo cách của ông ấy. Thế đấy, đúng đấy, đấy. Chính xác. Ông Hồ Chí Minh cũng nói là ông Diệm cũng là một người yêu nước, đã là người Việt Nam thì ai cũng yêu nước, nhưng yêu nước theo cách của ông ấy. Nhưng mà nhá, em nói nhá, như bác Cẩm ngày xưa bác là lính Việt Nam Cộng Hòa, xịn. Đúng nghĩa là mỗi lần thỉnh thoảng bác phải chào cờ dưới cờ đỏ, dưới cái là cái cờ vàng bác sọc đỏ, đúng không? Nhưng đến giờ phút này, nên cộng đồng mạng này bác có lấy cái avatar là cái cờ vàng không? Không, bác không. Nhưng mà cái thằng AQ chứng cái gì về chiến tranh cả, mà nó lên nó cứ lấy cái avatar là cờ vàng bác sọc đỏ. Đấy, tức nghĩa là vẫn yêu cái cũ, yêu cái đã chết rồi. Thì em nói là ngày 30/4/1975. Theo cái quan điểm của anh Trung Anh ạ, cái chuyện chúng nó thờ cái cờ vàng cái kệ cha chúng nó mình không quan tâm, nhưng cái vấn đề nó một số việc, một số cái bọn chống cộng cực đoan ở bên đó nó chống chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Còn ví dụ như bác Cầm, anh Đợi Minh và một số anh chị em nữa thì các anh ấy, cái chuyện anh có yêu Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, chế độ hiện nay hay không thì cái chuyện anh không biết, nhưng các anh các chị ấy không chống lại, không chống lại cái chế độ này cho Đảng Cộng sản Việt Nam đó là khác biệt. Ra lưng ra mẹ sang Mỹ à, không biết vì lý do nào, nhưng mà anh lại bên sang Mỹ là anh vượt biên sang Mỹ, đúng không? Thế nhưng mà sau đến nghị quyết không Lợi Minh không vượt biên sang Mỹ, Lợi Minh không vượt biên sang Mỹ, đính chính lại tức là có một lý do nào đó Lợi Minh sang Mỹ. Bây giờ nhé, cả em nói ngày xưa những người vượt biên sang Mỹ, những người vượt biên sang Mỹ ngày xưa là cái tội, là tội phản quốc, nhưng đến giờ phút này người ta gọi là thời bây giờ, đúng thời điểm đó, bây giờ người ta gọi thời điểm đó yêu nước, kiều bào yêu nước rõ ràng. Mà đến hai đời thủ tướng mình nói là Nguyễn Tấn Dũng là đã coi kiều bào là cái khúc ruột ngàn dặm. Đến đời Nguyễn Xuân Phúc thì nói là coi như chúng ta anh chúng tôi vẫn nghe hơi thở của kiều bào, có nghĩa là từng no từng đêm từng giấc ngủ của kiều bào nước ngoài đấy. Mỗi một lần coi như các thủ tướng hoặc các nguyên thủ quốc gia, nhưng như thế này, đối với kẻ nào đã cố tình chống lại đất nước Việt Nam, chống lại chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là mình coi bọn nó là ba que, và nó là kẻ thù của mình. Em hỏi anh là định nghĩa thằng nào ba que đấy anh? Đấy. Những cái thằng chống đối Đảng, chống đối coi chế độ này, kể cả trong nước và nước ngoài, chống đối lại chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đều thuộc gọi ba que. Đấy, đúng không? Đúng. Đấy là cái định nghĩa mình. Anh em mình đúng, nhưng mà có nghĩa mình không nói là thằng Trần Thêm mà sai. Tại vì mình có phải là đứng cái vị trí của nó đâu. Cái con số 6 mà quay ngược ra thì cái thằng đứng dưới nó bảo là con số 9, mà thằng đứng trên nó bảo con số 6. Lịch sử được viết lên bởi kẻ chiến thắng. Lịch sử phải viết lên đúng sự thực. Thấy chưa? Chứ không phải là tôi vẽ được lịch sử. Đúng rồi. Lịch sử là viết lên sự thật. Trần Thêm nhá, Trần Thêm nhá. Các Trần Thêm nhớ là bây giờ cái bộ sử 15 tập người ta nói này, chính quyền Sài Gòn chứ tất nhiên có tình nguyện, nhưng mà thời kỳ người ta vẫn nói trung thực lịch sử là chính quyền Sài Gòn. Nên mà chính quyền Sài Gòn mà thời kỳ năm 1973 là Hiệp định Paris ký, là nó đấy có bốn bên, người ta nói đại diện chính quyền Sài Gòn coi như là phong coi như mặt trận giải phóng miền Nam, Mỹ và coi như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bốn bên ký vào đấy. Thì rõ ràng cái tính chân thực của lịch sử là chúng ta phải đưa ra một cái chân thực, anh nhận không? Không, mình phải nói chính xác là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chứ mặt trận nữa không phải chính phủ cách mạng. Thì anh thấy bây giờ lịch sử thôi, nói chung là cái vấn đề mà ví dụ cái mình nói về cái vấn đề đấy rồi nó động chạm cái bộ sử bộ xiếc các thứ, thì nói chung là mình cũng không muốn. Thì nói chung là nói với chú anh ví dụ cái quan điểm của mình về cái vấn đề bộ sử hiện nay, mình là cái người mình bảo vệ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cho nên mình tôn trọng tất cả ý kiến của ban tuyên giáo, ban bí thư và cuối cùng là bộ chính trị. Người ta quyết định thế nào, mình là người dân, mình ủng hộ, là mình ủng hộ. Thì, thế thôi. Mình bây giờ, không nói sâu về vấn đề này. Vẫn có những phản biện, vẫn phản biện cay gắt mà online trực tiếp trên mạng luôn để cho người dân nhìn thấy. Và mỗi một kỳ họp quốc hội đều có những cái việc tiếp xúc cử tri và đại biểu quốc hội, và mang cái tiếng nói của người dân ấy lên quốc hội để coi như là phản biện nhau mà.
Thế nên dân chủ chứ, em nói Việt Nam dân chủ bọn em giờ vẫn đi chơi này, cứ bình thường đêm hôm ra đường nói chuyện bình thường. Dân chủ thì anh nói với chúng anh là bạn anh vừa bị chập chờn ấy, hay bị hack nick biết. Đề không có bận à, có gọi điện thoại à. Thì em mới nói này, minh bằng, ok nhá, minh bằng anh xuất phát từ cái tấm lòng yêu đất nước và anh nên đây muốn có tiếng nói thôi, chứ còn đâu đúng nghĩa là không ai trả lương cho anh bằng này. Không ai trả lương cho anh cả, đúng không? Thứ nhất là anh có thời gian, thứ nhất là anh hai là anh có điều kiện, anh nên tham gia tương tác cùng bà con, đúng không, trong nước và ngoài nước, để chúng ta nhìn thấy những cái gì gọi là luận điệu xuyên tạc, chúng ta cất một tiếng nói lên, nó là từ tấm lòng, từ tấm lòng. Và anh bằng anh có thời gian, có điều kiện, anh nên tham gia cùng chúng ta, đúng không? Thì tôi là những người không phải anh nói với chú anh đây này, cái của anh ấy thì ngày xưa, tức là anh cũng nói nhiều lần rồi, tức là mình lên trên này ấy, lên mình, tức là mình muốn bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của chú đó, vì chú đó xuyên tạc trên mạng xã hội, mình nói trên mạng xã hội thôi, thì không bao giờ có mục đích để mà thay đổi được ý nghĩ của chúng nó, hoặc bóp mồm bóp miệng chúng nó, cái chuyện đấy là không, mình không bao giờ mình hy vọng, và mình không có ảo tưởng như thế. Nhưng mình qua cái lời nói của mình, những người dân ấy, người ta tham gia cái mạng xã hội này, sau này ví dụ ai lấy cái, người ta xem lại cái này, người ta hiểu được một phần nào đó, chứ không để cho cái mặt trận này cho bọn bao que được. Thì về nguyên tắc của chính thống thì đảng nhà nước chúng ta không dùng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền, đúng không? Nhưng mà cái mạng Facebook nó cực kỳ nguy hiểm nhỉ, cái sự lan tỏa nó cực kỳ lớn, mà cụ thể nhất là bây giờ nó làm những cái diễn biến hòa bình, mà cụ thể nhất là cuộc cách mạng ở Pháp bây giờ nó biểu tình áo vàng, anh biết phần lớn là bây giờ không tìm ra thằng chủ mưu là nào, tại vì nó dùng mạng Facebook để nó lan truyền, nguy hiểm lắm anh ạ. Cho nên là anh em mình nên góp một tiếng nói, thì thôi em cũng vẫn ủng hộ anh bằng, và anh nên coi như dành tiếp tục thời gian để coi như là hỗ trợ, và em mong muốn nhiều người ủng hộ anh để làm sao mọi diễn đàn. Không, mình thực tế là mình nói chung anh hôm nay mình nói cho anh em mình nói chuyện là bị dưới nhiều rồi, mình chỉ có một hướng thôi, không có một cái hướng, không cái rẽ ngang rẽ dọc gì cả, thấy chưa? Đấy là cái quan điểm của mình, chứ còn bây giờ ví dụ như ông mà rẽ ngang rẽ dọc nó mệt lắm, đấy là cái quan điểm của mình. Mình không, chung anh biết cái điều kiện của mình bây giờ về tất cả tiền bạc, về cuộc sống nọ kia, tất cả các thứ, thấy chưa? Mình không cần danh, mình không cần tiền, thấy chưa? Mình không cần một cái gì hết đấy, mình chỉ muốn gọi là tạo một cái sân chơi để cho anh em lên phản biện để bọn ba que thôi. Đấy là cái mục đích của mình, khi sức khỏe mình còn cho phép. Chứ còn ví dụ như mạng xã hội này, mình nói thật với chúng anh, cũng có bị nhiều áp lực, nhưng mà nói chung là mình đã xác định được rồi thì mình vẫn vui vẻ, vì thực tế cái mạng Facebook nó chỉ là một phần cuộc sống của mình, và nó làm thêm có cuộc sống của mình nó thêm phong phú một tí xíu nữa thôi, đúng không? Đấy là quan điểm là... rồi em, ok, rất cảm ơn chúng anh, chào anh em với mọi người. Vâng. Rồi ok, đến tham gia mình rồi. Rồi ok, thì nói chung là tôi có chúng anh đấy, mình nói những cái quan điểm của mình thôi, nhưng mà thực tế ra là mình từ xưa là mình vẫn vậy thôi, còn nói chung là ví dụ ai nghĩ như thế nào mình nghĩ, không có vấn đề gì cả. Nói chung là mình không cần phải chứng minh à tôi thế này, tôi thế khác, tôi thế nọ, không có. Mà ví dụ những việc làm của mình, những bạn bè mình ở trên Facebook ví dụ đã tiếp xúc với mình rồi, thì nói chung người ta hiểu mình thôi, chứ mình không cần phải tôi chứng minh tôi thế này tôi thế khác. Rồi ok, rồi chờ thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn, mình có một cái việc, có một cuộc điện thoại kia. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn bên hải ngoại một ngày làm việc vui vẻ.